Hôm nay thì rất là vinh hạnh được tham gia trình bày bài chẩn đoán và điều trị bài hội chứng tiền đình. Thì sau phần trình bày thì gồm có hai phần. Phần đầu là phần về triệu chứng lâm sàng và phần thứ hai là phần đi về từng cái thể bệnh của hội chứng tiền đình. Thì phần đầu thì sẽ do em trình bày và phần thứ sau thì do bác sĩ Đào Thị Thu Hiền trình bày. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua một chút về cái lịch sử của chóng mặt. Năm 1861 thì Meunier là người đầu tiên đã mô tả cái mối tương quan giữa chóng mặt và nghe kém do tổn thương ống tai trong. Sau đó thì Robert Barani lần đầu tiên mô tả cái cơn chóng mặt lành tính tư thế kịch phát vào năm 1921, và đồng thời thì cũng giới thiệu cái test năng lượng được sử dụng rộng rãi trong đánh giá cái phản xạ mắt tiền đình, chính là phản xạ VOR. Một tí nữa ở phần sau em sẽ trình bày, và đã được ông này cũng được một cái giải Nobel cho cơ chế của về kích thích năng lượng. Về mình thấy rằng cái thuật ngữ chóng mặt thì nó là thay đổi của hướng ở trong thay đổi định hướng trong không gian. Đây là một cái triệu chứng cũng mơ hồ do nhiều cái cơ chế bệnh sinh khác nhau. Thế thì cái từ chóng mặt này nó sẽ có bốn cái dạng. Thứ nhất là chóng mặt quay, thứ hai là choáng váng muốn xỉu, thứ ba là mất thăng bằng, và thứ tư là những cái dạng chóng mặt không điển hình. Thế thì mình sẽ đi qua định nghĩa về từng cái thuật ngữ ở trong phần chóng mặt. Đầu tiên là chóng mặt quay. Chóng mặt quay đây chính là chóng mặt thực sự, nó là một cái ảo giác về sự chuyển động, cảm giác xoay tròn, bản thân quay xung quanh môi trường hoặc là môi trường quay xung quanh bản thân người bệnh. Triệu chứng thì ưu thế khi mà mất đối xứng cấp của hệ tiền đình tai trong hay là tổn thương trung ương là não, tức là cái triệu chứng chóng mặt quay này có thể là do tổn thương hệ thống tiền đình ngoại biên, cũng có thể là do tổn thương hệ thống tiền đình, cũng có thể do tổn thương trung ương. Thứ hai là chóng mặt kiểu muốn xỉu, tức là mình là bệnh nhân cảm giác thấy choáng váng, cảm giác thấy là choáng váng đầu hay là muốn xỉu, thường là nó lại do là giảm lưu lượng máu tới não và mất ý thức tạm thời do giảm lưu lượng máu, đồng thời và thường hồi phục hoàn toàn nhanh chóng. Thì đây đây là cũng là một cái dạng chóng mặt bệnh nhân hay cũng đến khám, tại vì nó sẽ hơi bị liên quan giữa cái chuyên khoa tim mạch và chuyên khoa thần kinh trong bệnh này. Nhiều bệnh nhân là cảm giác là choáng váng và muốn xỉu, cảm giác là dễ xỉu dễ ngất và thường đi khám, tại chẩn đoán là một cơn choáng ngất và thường đi khám cơn ngất. Người ta hay đi khám tim mạch sau khi bác sĩ tim mạch đã loại trừ bệnh lý tim mạch nghi là cơn cái này là choáng váng nguồn gốc chóng mặt của thần nước thần kinh thì chuyển cho bác sĩ thần kinh. Thế bác sĩ thần kinh sẽ dựa vào những câu hỏi, dựa vào những khám xét thì có thể phát hiện ra đây là hiện tượng là choáng váng muốn xỉu do cái tình trạng hạ huyết áp. Thế thì đây là một cái bệnh mà có thể gặp ở hai chuyên khoa là tim mạch và thần kinh. Nữa là bệnh nhân đến với mình có thể bệnh nhân mô tả là cảm giác cứ mất thăng bằng, tức là bệnh nhân cảm thấy không được cân bằng khi đứng, đặc biệt là khi đi, và thấy là thường nó liên quan đến rất là nhiều những cái bất thường ở trong hệ thống thần kinh, đó là có thể là do cơ này, có thể do cảm giác sâu hoặc thị giác, hoặc là do bệnh thần kinh trung ương. Thế thì cái dạng này thường là rất là khó đến phải khám cẩn thận tỉ mỉ, khám kỹ các chức năng của thần kinh để phát hiện là bệnh nhân có bất thường ở đâu, từ đó thì mình mới cho những cái xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng tương ứng. Dạng cuối cùng là dạng chóng mặt không điển hình, thường là do là tâm lý hay là do bệnh nhân có những cái yếu tố tâm thần kèm theo. Bệnh nhân mô tả những cái thuật ngữ như là choáng váng, mơ hồ, khó diễn tả. Bệnh nhân sẽ dùng có rất là nhiều cái cách bệnh nhân than phiền là bệnh nhân đôi lúc muốn xỉu, mất thăng bằng. Và người ta thấy rằng thường gặp cái triệu chứng này cũng gặp ở những cái người lớn tuổi, có nhiều bệnh và đang uống nhiều loại thuốc. Thường thì những cái chóng mặt không điển hình này thì bệnh nhân sẽ mô tả rất là bệnh nhân cảm giác rất khó khăn để mô tả chính xác cái triệu chứng chóng mặt, và mình khi trong quá trình thăm khám thì mình phát hiện ra bệnh nhân này cũng có những cái triệu chứng về mặt lo âu hoặc là trầm cảm. Một cái tỷ lệ phân bố của các dạng chóng mặt trên cái sơ đồ thì mình nhìn thấy là cái chóng mặt thực sự, tức là chính là chóng mặt quay ấy, thì chiếm là đa số, từ khoảng chiếm khoảng 50%. Tiếp theo là cái hiện tượng là cảm giác như mất thăng bằng, đó nó chiếm khoảng 16%. Thế thì sao? Alo. Chị Hà đúng không ạ? À vâng, chị nói đi ạ.
Vâng ạ. Vâng, mình sẽ tiếp theo. Tiếp theo là cái dạng tiền ngất, sắp ngất thì nó chiếm khoảng là 14%, và dạng mà chóng mặt nguồn gốc tâm lý thì mình chiếm khoảng À vâng 10%. đúng rồi ạ. À, thế em cũng trả lời chị là hiện tại thì không không có lớp nào chị. Anh sang quản lý nó vào mic. Không Mình không thấy chị ạ, là chị phải hiện học tượng lớp là nào đây chị ạ? Vâng. Vâng, không 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 có cách nào chị ạ. Dạ, vâng. Không không được chị ạ, chỉ có lớp thì em sẽ hỗ trợ bọn chị thôi, còn lại những cái khác không hỗ trợ được chị ạ. Vâng. Vâng, với chị nhé. Vâng. Vâng, em xin lỗi do trục trặc kỹ thuật một chút. Và vâng, xin lỗi các anh chị học viên một chút ạ. Anh Quang ơi, hiện tại thì anh Quang có nghe thấy tiếng không ạ? Vâng, chị nghĩ nên nói lại giúp xem từ chỗ thuật mình cứ chóng mặt với ạ. Tại vì mất từ đó. Dạ vâng. Trời ơi. Chị nói lại giúp em xin. Vâng, xin lỗi các anh chị do trục trặc kỹ thuật rồi mà mình sẽ các thuật ngữ chóng mặt thì ngoài chóng mặt quay thực sự này, chóng mặt kiểu choáng váng xác xỉu, cái thuật ngữ thứ ba là cảm giác mất thăng bằng, là cảm thấy bệnh nhân là không, bệnh nhân cảm giác là không được cân bằng khi bệnh nhân đứng, đặc biệt là khi đi nhiều hơn, và thường liên quan đến những vấn đề, những cái tổn thương, những bất thường thần kinh như là bệnh lý thần kinh cơ hoặc rối loạn cảm giác sâu, rối loạn thị giác và bệnh hệ thần kinh trung ương. Cái trường hợp này thì đòi hỏi phải thăm khám thần kinh rất là tỉ mỉ để xem là bệnh nhân có những cái bất thường ở đâu, từ đó mình sẽ mới đưa được cái xét nghiệm cận lâm sàng tương ứng để khẳng định, để giúp chúng ta chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
Cái trường hợp cuối cùng là chóng mặt không điển hình, thường là hay do căn nguyên tâm lý. Ngoài ra còn có thể gặp ở những cái đối tượng như là người già hoặc là bệnh nhân có sử dụng rất là nhiều thuốc. Những cái đối tượng này thì họ sẽ mô tả cho mình, họ rất là khó mô tả cái chóng mặt và sẽ mô tả chóng mặt ở nhiều cái dạng khác nhau. Lúc thì bệnh nhân cảm giác thấy mất thăng bằng, lúc thì bệnh nhân cảm giác choáng váng, bốn xỉu, bệnh nhân rất là mơ hồ. Và đôi khi thì mình sẽ phát hiện được trong quá trình hỏi bệnh thì mình thấy là bệnh nhân có nhiều, có cái thêm cái triệu chứng của rối loạn lo âu và trầm cảm. Về cái tỷ lệ phân bố các dạng chóng mặt, người ta thấy rằng là chóng mặt thực sự chiếm khoảng là đến chiếm khoảng 50%. Sau đó thì cái hiện tượng là mất thăng bằng tiếp theo nó sẽ chiếm khoảng 16%, dấu hiệu tiền ngất, sắp ngất nó khoảng 14%, và cái chóng mặt do căn nguyên tâm lý thì tâm thần thì chiếm khoảng 10%. Về mình có cái khái niệm là chóng mặt quay, đây chính là chóng mặt thực sự đấy, nó chiếm khoảng 50% bệnh nhân đến khám. Thế thì trong đó thì có 40% là nguồn gốc từ tiền đình ngoại biên và thứ chỉ có 10% là nguồn gốc tiền đình trung ương thôi. Nhưng chúng ta thấy là rất là quan trọng để giúp được làm thế nào để trong quá trình thăm khám mình phát hiện ra đây là chóng mặt nguồn gốc ngoại biên và hoặc là nguồn gốc trung ương, từ đó thì chúng ta mới có những cái phác đồ, gọi là có những cái đưa cận lâm sàng để khẳng định chuẩn đoán và có hướng điều trị nó khác nhau một cách hoàn toàn. Thế thì mình cũng đi qua một chút về cái tình trạng về dịch tễ học. Thì nếu mà các bạn có làm trong chuyên ngành thần kinh hoặc là các bạn có làm trong chuyên ngành nội khoa thì các bạn thấy là khoảng, nếu mình ngồi phòng khám mình thấy là các bệnh nhân mà đến phòng khám thần kinh ấy, thì cái triệu chứng chóng mặt, đau đầu chóng mặt nó chiếm tỷ lệ rất là cao. Vậy thì người ta thấy rằng là người ta làm đây là cái kết quả này là tùy cái nghiên cứu khác nhau, nhưng người ta thấy khoảng là 30% dân số có ít nhất một lần chóng mặt trong cuộc đời, và 80% bệnh nhân đến bệnh nhân chóng mặt thì có bệnh nhân đến khám cấp cứu vì chóng mặt thì người ta thấy rằng 25% trong đó là chóng mặt thực sự. Trong hai giới nam và nữ thì giới nữ là gặp nhiều hơn nam và bệnh chóng mặt thì tăng lên ở người già. Chóng mặt nó là một vấn đề quan trọng trong thực hành lâm sàng, vì thứ nhất nó là cái triệu chứng của cái nhiều rất nhiều bệnh lý khác nhau, từ lành tính cho đến những cái bệnh lý đe dọa tính mạng. Ví dụ cái bệnh lý đe dọa tính mạng có thể để chóng mặt nguồn gốc do tổn thương tiểu não chẳng hạn, một khối u tiểu não mà chúng ta không chẩn đoán được, chúng ta nghĩ đây là chóng mặt tiền đình ngoại biên lành tính, bệnh nhân có thể có cái nguy cơ là khối u nó phát triển lên, nó tụ kẹt và nó bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong. Thì nhưng mà trong hầu hết các trường hợp đó là chúng ta chỉ cần là khai thác kỹ bệnh sử khám lâm sàng một cách cẩn thận là chúng ta có thể phân biệt được chóng mặt này là nguồn gốc trung ương hay chóng mặt nguồn gốc ngoại biên. Thì điều trị thì chúng ta sẽ gồm có điều trị triệu chứng và tùy từng nguyên nhân mà chúng ta sẽ có điều trị đặc hiệu. Đây là một cái nghiên cứu ở một cái bệnh viện ở bên Trung Quốc, họ cho một bệnh nhân, nghiên cứu này diễn ra trong vòng một năm thôi. Họ thu thập, họ làm nghiên cứu thống kê những cái bệnh nhân đến khám phòng khám thần kinh trong vòng một năm, gần một năm trời thì họ sẽ thấy được là cái tỷ lệ chóng mặt này nó sẽ, mình thấy là nó sẽ tăng theo tuổi, mình sẽ có cái mốc 11 đến 29, 39, 30, 39, 40, 49, 50, 59 và 60 tuổi trở lên thì mình thấy là chóng mặt này tăng theo tuổi là thứ nhất. Thứ hai là mình có hai cái giới khác nhau là giới nam và giới nữ, thì mình thấy là giới nam là màu màu hơi hồng, là giới nữ là màu màu nó đậm, màu hơn, màu nâu đậm đã, thì mình thấy giới nữ là gặp nhiều hơn giới nam. Thứ hai là người ta sẽ thấy là phân bố theo tuổi màu xanh, mỗi cái nhóm nguyên nhân ấy thì nó sẽ có cái, ví dụ mình thấy là chóng mặt BPPV đây là chóng mặt lành tính tư thế kịch phát chẳng hạn. Thế thì độ tuổi màu xanh là độ tuổi dưới 60 tuổi thì thấy rằng là nó lại chiếm nhiều hơn là độ tuổi trên 60 tuổi. Tiếp theo là chóng mặt nguồn gốc tâm lý cũng vậy. Mình sẽ thấy là ở dưới 60 tuổi sẽ nhiều hơn là trên 60 tuổi. Ngoài ra thì một số cái dạng chóng mặt ngoại vi khác thì dưới 60 tuổi thì có vẻ là nhiều hơn trên 60 tuổi. Và cái dưới 60 tuổi ở những cái bệnh lý như là bệnh lý những cái kể cả những cái phần mà không rõ được phân ra được chẩn đoán thì có vẻ như là cái
dưới 60 tuổi thì sẽ là nhiều hơn trong cái người ta, khi người ta phân rõ ra cái nguyên nhân này thì mình trong cái nổi bật cái sơ đồ này, đây cũng là một cái nghiên cứu của bên một cái bệnh viện ở bên Trung Trung phòng khám Trung Quốc, thì mình thấy là hai cái vấn đề mà nổi bật lên, thứ nhất là cơn chóng mặt lành tính thứ kịch phát, thứ hai là chóng mặt nguồn gốc tâm lý thì sẽ gặp nhiều hơn ở độ tuổi dưới 60 tuổi ạ. Đầu tiên tiếp theo là chúng ta sẽ đi nhắc lại cái về sinh lý. Thế thì mình sẽ biết là hệ thống tiền đình trung ương và hệ thống tiền đình ngoại biên thì nó được nó gọi được gồm những cái cấu trúc nào. Mình nhìn trên cái sơ đồ thì trên này thì mình có cái hệ thống tiền đình ngoại biên. Hệ thống tiền đình ngoại biên thì mình sẽ thấy là bệnh nhân có những cái xoang nang, cầu nang và hệ thống ống bán khuyên. Nó nằm ở trong ống tai trong và nó đưa cái tín hiệu này qua cái dây thần kinh tiền đình. Hệ thống tiền đình trung ương thì sẽ gồm các nhân tiền đình liên hệ với tiền đình tiểu não, tiền đình tiểu não này, tiền đình mắt này và tiền đình tủy. Ba cái hệ thống này, từ cái nhân tiền đình nó nằm ở cầu não, từ đó nó sẽ liên hệ với tiền đình tiểu não, mắt và tủy. Vậy thì để duy trì cái thăng bằng và cơ chế tư thế, để duy trì thăng bằng và tư thế sinh lý thì cơ thể cần có sự toàn vẹn của các cấu trúc sau. Thứ nhất là thị giác, thứ hai là hệ thống tiền đình, thứ ba là tiểu não và thứ tư là cảm giác sâu. Do vậy thì trong cái phần mà bệnh nhân, một trong những cái dưới những cái nhóm mà bệnh nhân chóng mặt cảm giác là do mất mất thăng bằng ấy, thì thường là mình phải xem cẩn thận xem thị giác bệnh nhân có vấn đề gì, tiền đình tiểu não cảm giác sâu bệnh nhân có vấn đề gì. Và qua cái sơ đồ này mình cũng qua cái nhắc lại sinh lý mình cũng sẽ biết là tiền đình trung ương và tiền đình ngoại biên. Tiền đình ngoại biên là chỉ là đơn thuần là những cái cấu trúc cầu nang, xoang nang và hệ thống bống bán khuyên, nó nằm ở trong tai trong và nó cho cái gửi tín hiệu qua cái dây tiền đình. Hệ thống tiền đình trung ương là nhân dây tiền đình là ở cầu não nối với qua cái mạng lưới nối với tiểu não, nối với mắt và nối với tủy để duy trì cái thăng bằng. Vai trò của hệ thống tiền đình, thứ nhất là góp phần là nhận thức cái sự tự chuyển động, thứ hai là vị trí của đầu, thứ ba là định hướng trong không gian liên quan đến trọng lực, và thứ tư nó là ổn định cái nhìn cố định và cái tư thế. Vậy thì cái cơ chế mà sinh lý bệnh của chóng mặt, chúng ta nhìn lên trên cái hình này, chúng ta hệ thống xoang nang và hệ thống các ống bán khuyên này, người ta thấy rằng là sự chuyển động của các lớp nội dịch nó phụ thuộc vào hướng của dòng chảy và cái trọng lực của sỏi tai, đồng thời nó có thể là kích thích hoặc là ức chế cái đường ly tâm từ các tế bào lông. Và xung động thần kinh thì từ hệ thống tiền đình được chuyển đến nhân tiền đình ở thân não, và qua đó thì và thân não và tiểu não thông qua cái dây thần kinh số 8. Từ đây thì chúng kết nối với các hệ thống vận nhãn, tủy sống, vỏ não. Sau đó chúng tổng hợp các thông tin về chuyển động của đầu. Chóng mặt thì nó là kết quả của cái tổn thương cấu trúc hoặc là dẫn truyền. Thế thì đây là cái cơ chế sinh lý bệnh của chóng mặt. Thế thì khi mà xảy ra hiện tượng chóng mặt cấp, chóng mặt thì nó có sự bù trừ tiền đình cấp tính. Tức là như thế nào bù trừ tiền đình cấp tính, là nó sẽ giải phóng ra điện từ tiểu não, xung điện từ tiểu não đến cái tiền đình và gây đóng cái tiền đình lại. Thứ hai là cái sự giải phóng này không đều ở hai bên, nó thấp hơn ở bên tiền đình bình thường để nó giúp cho cân cân bằng. Cái bù trừ tiền đình cấp này nó có cái lợi ích, thứ nhất là nó giảm cái chóng mặt và thứ hai là lúc nghỉ thì không bị chóng mặt, nhưng mà nó cũng có một số những cái bất lợi. Thứ nhất là giảm cái nhạy cảm của tiền đình, thứ hai là ức chế cái đáp ứng khi tiền đình bị tấn công, và thứ ba nữa là nó lại xuất hiện chóng mặt khi mà vận động đầu đột ngột, thì đây là cái cơ chế của bù trừ tiền đình cấp tính. Nếu mà cái cơ chế bù trừ tiền đình cấp tính bệnh nhân ổn định rồi thì không sao, nhưng trong trường hợp sau khi có cơ chế bù trừ cấp tính bệnh nhân vẫn tiếp tục xảy ra cái hiện tượng chóng mặt thì nó có sự tham gia của bù trừ tiền đình mãn tính. Bù trừ tiền đình mãn tính nó ảnh hưởng, nó ức chế lên cái lên tiểu não, ức chế của tiểu não lên cái nhân tiền đình, sự ức chế của tiểu não lên cái nhân tiền đình nó mất dần, đòi hỏi tái cấu trúc của tiền đình trung ương. Tiểu não thì giám sát hai con đường là ly tâm và hướng tâm hai bên, thì nhân tiền đình bên tổn thương thì được kết nối về mặt giải phẫu và với chức năng với nhân tiền đình bên bình thường, và toàn bộ cái cơ chế bù trừ này nó kiểm soát hệ thần kinh trung ương qua trung gian tiểu não, và cơ chế bù trừ không hiệu quả khi mà mất chức năng tiểu não. Nếu sau bù trừ mà sai sót tiền đình vẫn còn thì tiếp tục nó sẽ sửa đổi theo con đường khác như là thị giác, cảm giác sâu. Bây giờ mình sẽ đi tiếp theo về cái triệu chứng lâm sàng của chóng mặt.
hay là hội chứng tiền đình thì vậy. Trường hợp dễ thì là bệnh nhân sẽ mô tả cho mình rất điển hình, là bệnh nhân sẽ mô tả là chuyển động xoay của đồ vật, chuyển động có nhịp theo một hướng và cảm giác đầu bị, cảm giác bị di chuyển của đầu hoặc một phần của thân mình. Nó là chóng mặt, chóng mặt là chóng mặt chủ quan, tức là cái cảm giác di chuyển của đầu hoặc một phần cơ thể. Chóng mặt khách quan nó chính là cái ảo giác của sự di chuyển của đồ vật trong môi trường. Vậy thì trong trường hợp dễ, bệnh nhân sẽ đến phòng khám, bệnh nhân sẽ mô tả là bệnh nhân có một cái cơn và bệnh nhân thấy là chuyển động mình, chuyển động xung quanh môi trường hoặc là cảm giác môi trường quay xung quanh bản thân bệnh nhân. Đó là cái trường hợp rất là dễ. Trường hợp khó là bệnh nhân cảm giác cơ thể bị đẩy đi đẩy lại của cơ thể, thường là đầu, và cảm giác như đi trên tàu hoặc trên xe, tức là cảm giác bồng bềnh bồng bềnh, cảm giác nhìn mọi vật nó chao đảo hoặc là cảm giác nghiêng. Đây là những cái trường hợp mà rất là mình khó để mình xếp loại cái chóng mặt. Nữa là có một cái hiện tượng nó gọi là drop attack, tức là gì, bệnh nhân có thể đang lên cơn chóng mặt, bệnh nhân có thể ngất ngã quỵ ra xuống. Cái trường hợp drop attack này thì nó rất là khó. Cái này đòi hỏi bác sĩ sâu về chuyên ngành thần kinh, là mình phải phân biệt với cơn tiền ngất hoặc là cơn co giật của động kinh. Cơn điển hình là cơn mất trương lực của động kinh á, tức là bệnh nhân đang đứng thế này, sau đó bệnh nhân cảm giác như là chóng mặt rồi bệnh nhân ngã quỵ ra. Cái này, cái cơn drop attack này mình có thể gặp trong giai đoạn nặng của bệnh Meniere này, cơn sỏi ốc tai của Tumarkin, hoặc là nứt ống bán quyên trên, hoặc là cho ngộ độc kháng sinh aminosis. Các triệu chứng khác kèm theo, bệnh nhân dễ cảm giác buồn nôn, nôn, xanh tái, vã mồ hôi. Bệnh nhân đi lại khó khăn, thường có xu hướng ngã một bên, bên tiền đình bị tổn thương. Và trong trường hợp nặng thì bệnh nhân không đi lại được. Ở tư thế nằm thì bệnh nhân nghiêng một bên nào đó thì bệnh nhân khiến cho bệnh nhân rất là thấy thoải mái, hai mắt thì nhắm. Ở tư thế này thì triệu chứng là tối thiểu, nhưng mà triệu chứng nó rất là nhẹ hơn. Nhưng mà chỉ có một sự thay đổi nhẹ trong cái chuyển động của đầu, cái tư thế của đầu cũng làm bệnh nhân nặng thêm. Cái triệu chứng này nó khá là điển hình trong cái chóng mặt lành tính tư thế kích phát. Bây giờ để đánh giá cái chức năng tiền đình, ngoài cái việc chúng ta hỏi bệnh rất là cẩn thận, kỹ, thứ hai là chúng ta phải sử dụng những cái khám khám về thần kinh, đó là cái test đánh giá chức năng tiền đình. Đầu tiên đó là cái phản xạ mắt tiền đình, thứ hai là cái test pass pointing, thứ ba là nghiệm pháp Rumbe, tư là nghiệm pháp cho bệnh nhân đi thẳng, thứ năm là đi nối gót, và thứ sáu là nghiệm pháp đi hình sao. Thế trong cái phần này thì nghiệm pháp đi nối gót và nghiệm pháp đi thẳng thì mình sẽ hay khám trong bệnh, khi mà bệnh nhân mình cho làm đứng mà khám. Nghiệm pháp đi hình sao cũng vậy. Nghiệm pháp đi nối gót là chúng ta sẽ cho mũi chân trước chạm với mũi gót chân trước chạm với mũi chân sau và yêu cầu bệnh nhân đi trên đường thẳng. Thế thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là sẽ bị, một là trường hợp nặng là bệnh nhân sẽ không thực hiện được động tác đấy. Trường hợp nữa là bệnh nhân sẽ có xu hướng là sẽ bị nghiêng và ngả về bên tiền đình, bị tổn thương. Nó cũng tương tự như vậy trong cái phần nghiệm pháp dáng đi hình sao, chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là nhắm mắt lại và bước lên phía trên 5 bước, sau đó thì lùi lại phía sau 5 bước, cứ như vậy làm lặp lại từ vài lần. Thế thì bệnh nhân sẽ, nếu bệnh nhân có cái tiền bên tiền đình tổn thương, bệnh nhân sẽ vẽ thành đúng cái hình sao trên cái mặt phẳng bệnh nhân vừa đi lúc nãy. Cơ chế nó cũng giống thôi, bệnh nhân sẽ xu hướng là nghiêng lệch về bên tiền đình bị tổn thương. Do vậy là cứ mỗi lần lên xuống thì cái sự lệch này nó sẽ lệch về một bên, là nó sẽ vẽ đi giống như vẽ đi hình sao. Nghiệm pháp Rumbe thì là một cái nghiệm pháp khá là kinh điển trong khám thần kinh. Mình sẽ yêu cầu hai bệnh nhân sẽ đứng là gì, hai chân trụng thẳng, hai chân trụng sát vào nhau, và sau đó đưa hai tay ra phía trước. Đồng thời mình yêu cầu bệnh và quan sát bệnh nhân, thì nếu mà có bệnh nhân trong trường hợp mà bệnh nhân tổn thương tiền đình thì bệnh nhân có xu hướng là ngã nghiêng về bên tiền đình tổn thương. Chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt trong khi làm nghiệm pháp Rumbe để tăng cái độ chính xác. Khi nhắm mắt vào thì cái nghiêng về bên tiền đình tổn thương nó càng rõ hơn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu về hai cái phản xạ mắt tiền đình rất là quan trọng trong đánh giá chức năng tiền đình, và cái test pass pointing này mình cũng có thể xem trong thực hành, mình có thể biết thêm về đánh giá cái chức năng tiền đình. Đây là đầu tiên là cái test pass pointing. Mình sẽ nhìn trên video này là video bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân thực hiện, và cái trường hợp này là trường hợp bình thường. Đầu tiên chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân cách thực hiện, yêu cầu bệnh nhân đưa hai cái ngón trỏ của bệnh nhân, người khám đưa hai ngón trỏ ra trước,
Sau đó yêu cầu bệnh nhân là cũng dùng hai ngón trỏ nhưng mà đưa tay lên quá, vượt quá lên đầu. Sau đó yêu cầu bệnh nhân đập đúng vào tay bác sĩ. Đây là chúng ta sẽ làm với tư thế mở mắt. Sau đó thì yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại. Sau đó thì yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt lại và làm tương tự như vậy. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân tổn thương tiền đình thì bệnh nhân sẽ bị lệch, không được đưa được đúng vào cái ngón tay người khám. Chúng ta sẽ xem đây là một cái trường hợp mà cái test pass pointing này dương tính bệnh nhân. Mình cũng giải thích cho bệnh nhân về cách tiến hành. Đồng thời, người khám đưa hai ngón tay trỏ về phía trước. Sau đó bệnh nhân cũng vậy nhưng bệnh nhân sẽ đưa lên quá trên đầu và đặt vào đúng vị trí. Sau đó lần thứ hai thì mình sẽ yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt vào và đưa xuống. Thì mình thấy là bệnh nhân này đã đưa lệch và có xu hướng lệch về bên phía bên trái. Vậy thì bên trái thì vậy thì bệnh nhân này có xu hướng là tổn thương cái tiền đình bên trái. Tiếp theo là một cái phản xạ mắt tiền đình, cái phản xạ mắt tiền đình. Ở phản xạ mắt tiền đình thì chúng ta có thể thực hiện bằng test đá, test năng lượng hoặc là cái phản xạ lắc đầu. Cái video này đầu tiên đây chúng ta nhìn đây là một trường hợp bình thường. Chúng ta sẽ phản xạ này nó còn một cái tên nữa, chính là test lắc đầu này, nó còn một tên nữa là phản xạ mắt búp bê. Tức là gì? Khi chúng ta quay đầu bệnh nhân sang bên trái thì mắt bệnh nhân sẽ là di chuyển sang bên phải. Ngược lại, khi chúng ta quay đầu bệnh nhân sang phải thì mắt sẽ di chuyển sang trái. Ta để đầu bệnh nhân xuống dưới thì mắt sẽ nhìn lên phía trên, và để ngửa đầu bệnh nhân lên trên thì bệnh nhân mắt sẽ nhìn xuống dưới. Đó là cái phản xạ mắt tiền đình còn bình thường. Chúng ta nhìn bệnh nhân này. Nghiêng sang trái thì khi đầu quay sang phía bên trái thì mắt bệnh nhân sẽ hướng sang phải. Mắt bệnh nhân hướng sang phải. Ngược lại, khi ta quay đầu sang phải thì ta thấy là mắt đầu thì đang quay bên phải và mắt sẽ hướng sang bên trái. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với tư chúng ta làm nhìn con lại đầu bên phải thì mắt bệnh nhân sẽ hướng sang trái. Tức là mắt nó đi di chuyển theo ngược hướng của đầu, đó là phản xạ mắt tiền đình bình thường. Đây, chúng ta ngửa đầu bệnh nhân lên trên thì mắt nó nhìn xuống dưới. Ngược lại, chúng ta ngửa nhìn cúi đầu bệnh nhân xuống dưới thì mắt sẽ nhìn lên trên. Đây là phản xạ mắt tiền đình bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát bệnh nhân này. Một bệnh nhân hôn mê, và đây là một trong những cái test người ta sẽ chuẩn đoán xem hôn mê này đã có chết não chưa. Thì một trong những cái test để đánh giá chết não của bệnh nhân là sử dụng mắt tiền đình này. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát bệnh nhân khi người bác sĩ sẽ cho quay đầu bệnh nhân các hướng, và chúng ta sẽ quan sát cái sự chuyển động của nhãn cầu. Chúng ta thấy rằng là bệnh nhân không nhãn cầu giữ nguyên mà không có bất cứ một cái chuyển động nào. Nhãn cầu thì cố định ở phía giữa. Đây là vắng mặt, là không có cái phản xạ mắt tiền đình. Đây là một trong những cái test chúng ta để đánh giá chết não. Tiếp theo là chúng ta khi khám nó còn ở để giúp chúng ta phân biệt chóng mặt này là nguồn gốc trung ương hay ngoại biên. Thế thì chúng ta còn có một cái khái niệm nữa là rung giật nhãn cầu, hay còn gọi là nystagmus. Cái khái niệm rung giật nhãn cầu nó sẽ có gồm, nó là cái chuyển động nhịp thành hai pha của nhãn cầu, pha chậm và pha nhanh. Pha chậm là do tác động của tiền đình, pha nhanh là do sự bù trừ của chất lưới. Hướng của nystagmus trong rung thường là hướng của rung giật nhãn cầu nhanh, có thể là sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Một số trường hợp người ta sẽ định nghĩa là hướng ngang này, dọc này, xoay này. Khi khám một bệnh nhân chóng mặt,
một trong những cái triệu chứng mình cần mình để gọi là người ta gọi là một số dấu hiệu báo động ấy, để giúp mình phân biệt mình cần phải cảnh giác đây là chóng mặt có thể là nguồn gốc từ trung ương. Thứ nhất là khi chúng ta khám thấy bất kỳ một cái dấu hiệu triệu chứng nào của thần kinh trung ương, ví dụ như là chúng ta khám thấy hội chứng tiểu não chẳng hạn, hoặc chúng ta khám chúng ta thấy bệnh nhân có thiếu sót vận động cảm giác nửa người, hoặc chúng ta khám thấy bệnh nhân liệt cái thần kinh sọ kèm theo, thì lúc đấy chúng ta phải cần phải cảnh giác đây nhiều khả năng là chóng mặt nguồn gốc trung ương. Thứ hai là bệnh nhân lại kèm theo một cái số đau đầu mới xuất hiện, đặc biệt là đau đầu vùng chẩm, thì lúc đấy chúng ta cũng phải cảnh giác. Bệnh nhân có cái mất thính lực khởi phát cấp tính, chúng ta cũng phải cảnh giác đây là một trong những cái chóng mặt gọi là nguy hiểm. Thứ hai là chúng ta thấy hướng rung giật nhãn cầu, bệnh nhân thấy rung giật nhãn cầu theo chiều dọc, và nữa là hoặc là bệnh nhân xung quanh nhãn cầu theo chiều xoay, là những cái mà chúng ta dấu hiệu cần phải cảnh báo, tức là cần phải cảnh giác đây có phải đây liệu có phải là chóng mặt nguồn gốc trung ương hay không. Chúng ta phải dựa vào thêm những cái thăm khám khác thì chúng ta sẽ giúp chúng ta khẳng định hay là chúng ta loại trừ cái chóng mặt này nguồn gốc trung ương. Chúng ta để khám thần kinh trung ương với chúng ta khám thật là tỉ mỉ thì chúng ta xem là có liệt thần kinh sọ không này, bệnh nhân có tổn thương vận động cảm giác không, bệnh nhân có hội chứng tiểu não không, có rối tầm quá tâm tầm không, bệnh nhân ngoài ra bệnh nhân có bị bất thường rối loạn cảm giác ở mặt không, có sụp mi, có nhìn đôi không, bệnh nhân có cái hội chứng Wallenberg không. Hội chứng Wallenberg nó là hội chứng do cái tổn thương tắc cái động một nhánh của động mạch Pica nuôi cái phần bên của hành não, gây ra những cái triệu chứng, rất nhiều triệu chứng, và một trong những cái triệu chứng là chóng mặt. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là sự vắng mặt của các cái triệu chứng này thì cũng không loại trừ được chóng mặt nguồn gốc trung ương. Điển hình là một nhồi máu do một cái nhánh cấp máu cho nhộng tiểu não hoặc là phần dưới của tiểu não, nó cũng không thể gây ra, nó cũng chỉ gây ra chóng mặt thôi, nó không gây ra bất thường khác. Thì do vậy thì đây mới là khó khăn quá trong cái việc là chẩn đoán chóng mặt. Chúng ta khám chúng ta thấy không thấy bất thường gì cả, nhưng cái việc hỏi bệnh sử cẩn thận dựa vào những cái tiền sử trên nền những cái bệnh tuổi cao có rất là nhiều yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, đái đường, bệnh lý tim mạch thì chúng ta phải cần cẩn thận. Tại vì chúng ta thấy rằng rõ ràng là nhồi máu ở vùng nhậm tiểu não chỉ có chức năng thăng bằng thôi, hoặc là ở cái phần dưới của tiểu não hoàn toàn không thể gây ra những cái triệu chứng bất thường khác. Vậy thì để một quy trình chẩn đoán thì chúng ta xem là chóng mặt đấy có phải chóng mặt thực sự không. Thứ hai là chúng ta loại trừ các chóng mặt nguồn gốc trung ương. Và thứ ba là chúng ta sẽ dùng các test tiền đình để nhận ra và phân biệt chóng mặt này nguồn gốc trung ương hay ngoại biên. Đây là một trong những cái quy trình chẩn đoán. Thế thì chúng ta sẽ tiếp cận. Đây là một cái cách, có rất là nhiều cách tiếp cận chẩn đoán chóng mặt. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái cách tiếp cận theo thời gian. Thứ nhất là cơn dưới 1 phút thì chúng ta phải xem, thứ nhất là có phải liệu cái cơn chóng mặt này là cơn chóng mặt lành tính tư thế kịch phát không, hay là có thể là cơn này có thể nguồn gốc động kinh không, hay là có cái xung đột mạch máu thần kinh không. Thứ hai là cơn từ vài phút đến hàng giờ, hay gặp nhất là cơn menie và cơn tai biến mạch máu não thoáng qua hệ sống nền. Cái này chúng ta phải cảnh giác. Tiếp theo là chóng mặt từ hàng giờ đến hàng ngày, bệnh menie rất là cũng hay gặp này. Migraine hệ sống nền cũng hay gặp. Nếu mà chóng mặt một vài ngày đến hàng tuần thì chúng ta phải xem liệu có phải viêm thần kinh tiền đình không. Tổn thương tiền đình này có phải là tổn thương tiền đình trung ương không, hoặc là bệnh nhân bị độc tố do thuốc. Hiện nay thì người ta có thể tiếp cận mới theo cái cách gọi là TIRES, tức là gì? Đầu tiên là các dấu hiệu triệu chứng nổi bật bất thường cận lâm sàng, bước đầu chúng ta giúp chúng ta phân loại nguyên nhân, tức là chúng ta dựa vào những cái dấu hiệu triệu chứng này, dựa vào cận lâm sàng chúng ta đã phân loại được là nguyên nhân chóng mặt là tiền đình, đây là tiền đình ngoại biên hay trung ương. Tiếp theo là chúng ta dựa vào cái đặc điểm của cơn chóng mặt, nó liên tục hay từng cơn, nó cấp tính hay mạn tính. Tiếp theo là chúng ta sẽ dựa vào cái yếu tố mà gây kích hoạt, tức là khởi phát cái cơn, có thể yếu tố này là tư thế thì sẽ nghĩ nhiều đến cơn chóng mặt lành tính tư thế kích phát chẳng hạn, hoặc là nó liên quan đến chấn thương hoặc liên quan đến thuốc. Chúng ta sẽ sử dụng các gọi là các test, tức là cách khám lâm sàng chuyên sâu để giúp chúng ta phân biệt chóng mặt này là nguồn gốc trung ương ngoại biên. Chúng ta sẽ khám lâm sàng, khám về mặt thần kinh. Đồng thời thì hôm nay mình sẽ xem thêm một cái phần khám nữa, nó là cái phần khám test HIMSS. Và cuối cùng là xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh để loại trừ cái chóng mặt nguyên nhân mà mình nghĩ là nguồn gốc này nguồn gốc trung ương. Thì đây là một cái sơ đồ, là đầu tiên chóng mặt này chúng ta sẽ xem thành cơn hay liên tục. Nếu mà thành cơn thì chúng ta xem nó có yếu tố thúc đẩy không hay là tự phát.
Yếu tố thúc, nếu mà tự phát thì chúng ta xem bệnh nhân có mất thính lực không. Nếu mà mất, bệnh nhân vừa chóng mặt từng cơn tự phát thì hàng đầu chúng ta sẽ nghĩ đến mất thính lực, chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh Meniere. Nếu mà tự phát nhưng xem liệu có phải là đau đầu migraine không, migraine thể tiền đình, và chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn chẩn đoán migraine hệ tiền migraine tiền đình. Đó là chóng mặt tự phát này nó lại xem có cái triệu chứng tâm thần kèm theo không, giống là cơn hoảng sợ, rối loạn tâm thần. Nếu mà chóng mặt thành cơn và có yếu tố thúc đẩy, mình làm nghiệm pháp Stick Stone Spy, nếu dương tính thì mình chẩn đoán luôn chóng mặt lành tính tư thế kịch phát. Nếu âm tính thì mình xem đánh giá xem hạ huyết áp tư thế không. Mình sẽ cho đo đơn giản nhất là ở phòng khám, mình có thể đo huyết áp ở tư thế nằm. Ngay lập tức mình yêu cầu bệnh nhân đứng dậy và mình sẽ đo huyết áp ở tư thế đứng. Đứng 1 phút, đứng 3 phút, sau đó mình sẽ đánh giá cái sự chênh huyết áp để khẳng định là bệnh nhân có hạ huyết áp tư thế. Nếu mà cái chóng mặt này liên tục thì mình xem nó có liên quan đến yếu tố chấn thương, ngộ độc hay là tự phát. Nếu có chấn thương, ngộ độc thì hay gặp, có thể gặp là chấn thương áp lực. Này chúng ta có thể gặp ở bệnh nhân, một số bệnh nhân đi máy bay có thể gặp những cái chấn thương áp lực này sau khi đi máy bay về là ù tai, chóng mặt liên tục. Thứ hai là do thuốc, mình xem hỏi lại tiền sử bệnh nhân đang sử dụng thuốc gì, phải có cái thuốc nào nó ảnh hưởng độc đến tai không. Nếu mà cái chóng mặt này liên tục và tự phát, chúng ta sẽ tiến hành test hin test. Hin test sẽ gồm sẽ có, và chúng ta từ đấy chúng ta sẽ xem là hướng đến tiền đình này là tiền đình trung ương hay ngoại biên. Các bạn nhớ hin test này sẽ giúp mình phân biệt đây là viêm thần kinh tiền đình, các nguyên nhân ngoại biên, và chỉ giúp mình nghĩ đến là viêm thần kinh tiền đình thôi ạ. Còn nếu mà hin test này dương tính thì mình xem là đột quỵ não này do, có phải là do đột quỵ não hay là cái cơn thiếu máu não thoáng qua. Vậy thì tiếp theo thế thì cái sơ đồ này nó cũng, cái cách tiếp cận này nó cũng khá là hay, nó cũng có ứng dụng rất là cao trong thẻ lâm sàng. Chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể theo cái sơ đồ này để chẩn đoán được vừa có chóng mặt nguồn gốc trung ương, ngoại biên chúng ta cũng không bỏ qua hết. Dựa cái sơ đồ này chúng ta cũng thể khai thác phòng hỏi tính chất cơn chóng mặt, từ đó chúng ta sẽ đi theo cái từng nhánh của cây sơ đồ này để chẩn đoán được. Vậy thì mình thấy cái sơ đồ này thì có cái phần là yếu tố thúc đẩy là một, thứ hai là thuốc là hai, thứ ba là cái test hin, mình sẽ đi qua cái từng cái yếu tố một. Cái yếu tố thúc đẩy thì mình thấy là nếu mà triệu chứng chỉ xảy ra khi có thay đổi tư thế, tức là yếu tố thúc đẩy ở đây là có cái sự thay đổi tư thế thì là cơn chóng mặt lành tính tư thế kịch phát. Nếu mà bệnh nhân có tiền sử nhiễm được virus đường hô hấp trên gần đây thì có thể là viêm dây thần kinh tiền đình cấp tính hoặc là viêm mê đạo. Nếu bệnh nhân phối hợp với cái yếu tố thúc đẩy trong đau đầu migraine, chúng ta biết rồi đau đầu migraine có rất là nhiều yếu tố thúc đẩy, bệnh nhân mất ngủ, thay đổi thời tiết là cũng có thể là gây ra cơn gọi là cơn đau đầu migraine. Thế thì đó cũng là yếu tố thúc đẩy gây cơn migraine tiền đình. Nữa là người ta gọi có một cái hiện tượng là tulio, tức là có xuất hiện cái chóng mặt và nystagmus nó gây ra bởi tiếng ồn hay âm thanh lớn ở tần số đặc biệt, nó do một cái lỗ dò ở trong tai trong. Đây là những cái yếu tố thúc đẩy chúng ta sẽ hỏi kỹ để xem bệnh nhân có cái yếu tố nào nó sẽ thúc đẩy cơn chóng mặt của bệnh nhân không. Các thuốc gây ra chóng mặt chúng ta thấy là có rất là nhiều nhóm thuốc gây ra chóng mặt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có rượu này, các thuốc chống loạn nhịp cũng gây, các thuốc kháng động kinh cũng gây, các thuốc kháng histamine cũng gây chóng mặt, thuốc tăng huyết áp, thuốc chống thuốc, các thuốc Parkinson cũng gây chóng mặt. Nhóm ngoài ra là một số thuốc giãn cơ cũng gây chóng mặt. Tiếp theo ở đây chúng ta thấy là có một số nhóm benzodiazepine hoặc là nó cũng có thể gây chóng mặt, và những cái nhóm thuốc kháng tiểu, gọi là thuốc điều trị tiểu đường, nhóm aminoglycosid cũng có thể gây độc trong cái tai, ốc tai và gây chóng mặt. Một số loại thuốc kháng đông hoặc là thuốc kháng tuyến giáp cũng có thể gây chóng mặt. Cho vậy là rất nhiều thuốc ở đây có cái tác dụng phụ là gây chóng mặt. Thế thì mỗi cái nhóm thuốc thì nó sẽ có cái cơ chế. Ví dụ như chúng ta thấy là nhóm thuốc gây giãn cơ chẳng hạn, cơ chế nó là ảnh hưởng đến hệ kháng cholinergic của trung ương. Ví dụ như nhóm thuốc chống động kinh hoặc là nhóm thuốc benzodiazepine thì nó lại cơ chế nó gây chóng mặt là nó sẽ gây độc tiểu não. Do vậy thì mỗi cái nhóm thuốc nó sẽ có cái cơ chế gây chóng mặt khác nhau. Ví dụ nhóm thuốc hạ huyết áp chúng ta thấy cơ chế là nó gây hạ huyết áp và do vậy thì nó gây chóng mặt. Thế thì chúng ta khi mà tiếp cận bệnh nhân chóng mặt thì chúng ta phải hỏi xem các thuốc bệnh nhân đang sử dụng là thuốc gì. Từ đó chúng ta ghi vào cái sổ thăm khám, và chúng ta nhiều khi là chúng ta không nhớ hết được cái tác dụng phụ của thuốc. Chúng ta có thể tra lại cái dược động học của thuốc và tra lại những cái tác dụng không mong muốn để xem bệnh nhân này có cái thuốc nào nó gây ra chóng mặt không.
Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái hình test để xác định xem là chóng mặt này nguồn gốc ngoại biên hay nguồn gốc trung ương. Ngoại biên ở đây chính là viêm dây thần kinh tiền đình. Hình test này gồm có 3 phần. Đầu tiên là cái test lắc đầu, tức là mình sẽ cho bệnh nhân ở tư thế ngồi, đầu bệnh nhân bị đẩy 10 độ về bên phải, sau đó về bên trái. Trong khi làm thì vẫn yêu cầu bệnh nhân là mắt bệnh nhân phải nhìn cố định trên mũi người khám. Nếu mà xảy ra hiện tượng sắc kết, tức là hiện tượng giật mắt nhanh, thì nguyên nhân là có thể là nguồn gốc ngoại biên. Không có hiện tượng này thì mình sẽ gợi ý là nguồn gốc là trung ương. Tiếp theo trong cái hình test này là mình phải khám cái dung giật nhãn cầu. Dung giật nhãn cầu nó tự phát hay theo hướng ngang nặng lên khi mà mắt chuyển động theo tay người khám thì gợi ý là nguyên nhân là ngoại biên viêm dây thần kinh tiền đình. Nếu mà tự phát mà ưu thế theo hướng dọc hoặc hướng xoay hoặc là nystagmus nó đổi hướng khi nhìn cố định thì gợi ý cái nguyên nhân trung ương. Thứ ba là test độ lệch nghiêng, chúng ta sẽ đánh giá độ lệch theo chiều dọc của mắt bị che lại sau khi yêu cầu bệnh nhân là bỏ cái tay che mắt đó ra. Nếu mà bệnh nhân sau khi bỏ cái tay che mắt ra mà chúng ta quan sát nhãn cầu bệnh nhân lệch theo chiều dọc là bất thường, cái test này thì có độ nhạy rất là thấp nhưng mà độ đặc hiệu rất là cao. Nếu mà có cái bỏ tay ra mà chúng ta thấy nhãn cầu nó lệch theo chiều dọc, thế thì gợi ý cái chóng mặt này là nguồn gốc trung ương. Chúng ta có thể xem cái video của cái hình test. Đây là cái test đẩy đầu, chúng ta nhìn ở phía trên là bình thường khi chúng ta lắc đầu bệnh nhân sang phải sang trái 10 độ. Nhưng mà ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng gọi là, mình sẽ quay lại cái video. Chúng ta sẽ quan sát ở phía dưới ở cái phần tiền đình ngoại biên thì chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng gọi là giật mắt hoặc gọi là sắc kết. Vì khi chúng ta phải quan sát kỹ chúng ta mới thấy. Tiếp theo là dung giật nhãn cầu. Dung giật nhãn cầu mình sẽ để ý phía trên, tức là nó sẽ dung giật nhãn cầu theo là hướng là mình thấy là hơi xoay và có đổi hướng hai hướng. Dung giật nhãn cầu mình sẽ để ý, mình sẽ nhìn ở hình dưới trước, mình sẽ xem là có hai pha nhanh pha chậm, và khi chúng ta nhìn phải nhìn trái, tức là nhìn sang bên ấy, nó sẽ không bị, cái hướng nó không bị đổi. Nhưng mà hình ở trên là dung giật nhãn cầu gốc trung ương, thứ nhất chúng ta thấy nó là hướng xoay, thứ hai là nó sẽ bị đổi hướng, pha nhanh pha chậm nó sẽ đảo chiều. Bây giờ ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy là đổi hướng dung giật nhãn cầu. Đây là test độ lệch nghiêng, khi bỏ ra thì nhãn cầu ở trên là trung ương, chúng ta sẽ thấy nhãn cầu nó lệch, ở dưới thì bình thường. Đây là test hin, hin test chúng ta chỉ sử dụng để trong giúp chúng ta phân biệt tiền đình trung ương hay tiền đình ngoại biên. Cái hin test, cái test lắc đầu bản chất là một cái test để đánh giá cái chức năng phản xạ chức năng tiền đình thôi ạ. Chúng ta tay chúng ta sẽ đặt ở dưới cằm bệnh nhân như này ạ, và cho bệnh nhân nhìn cố định phía trước. Nếu mà chúng ta thấy là khi lắc sang hai hướng thì mắt bệnh nhân vẫn ở nguyên cái vị trí này là bình thường. Nhưng nếu chúng ta khi lắc vào bệnh mắt bệnh nhân nó đã rời, nó có rời khỏi vị trí này và ngay lập tức nó có một cái sắc kết nó điều chỉnh để mắt về lại hướng này, nó gọi là hiện tượng giật mắt. Sắc kết là mình gặp trong tiền đình ngoại biên. Hiện nay thì người ta có những cái kính, người ta gọi là kính Fengzhen, mình có thể... Đây, nó gọi có cái hiện kính Fengzhen này, người ta sẽ ghi, người ta sẽ đeo, bệnh nhân đeo vào và người ta xem trong cái video thì người ta rõ cái hiện tượng giật mắt hơn, và đồng thời nó cũng vẽ ra cái biểu đồ, mình vẽ cho mình cái biểu đồ, ví dụ các loại giật mắt có thể là mình giật hình, gọi là hình chuông này, như này, hoặc là giật theo cái chiều này, kính này nó sẽ ghi lại cái vận động nhãn cầu theo hướng nào. Đây, chúng ta xem lại một cái cách khám, một cái test lắc đầu nhé. Tại vì chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái test này ở trong phòng khám và trong... Cái này là bất thường ạ. Chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng gọi là cử động nhãn cầu giật lại để điều chỉnh cái hướng nhìn và mục tiêu. Đấy, chúng ta sẽ nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy. Có hiện tượng giật giật mắt, giật cái nhãn cầu, nó điều chỉnh nó lại cái vị trí bệnh nhân đang nhìn cố định vào góc mũi bác sĩ. Rồi, cái trường hợp này là một cái tiền đình trung ương và người ta khi làm cái test này thì hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng là điều chỉnh giật giật mắt nhãn cầu, giật nhãn cầu. Đây, chúng ta sẽ xem một cái trường hợp này và chúng ta sẽ... Đây là chúng ta thấy dung giật nhãn cầu nó theo chiều dọc và nó hơi xoay.
Nguồn gốc như vậy là nguồn gốc nghĩ đến nhiều nguồn gốc trung ương, dung đất nhãn cầu tự phát theo chiều dọc. Thứ hai là bị đổi hướng nhìn, chúng ta thấy là gì, đang nhìn ở đây thì pha nhanh hướng về bên, khi mà đổi hướng một cái chúng ta thấy pha nhanh đã đổi hướng luôn rồi, tức là gì, chúng ta thấy là đổi hướng nhìn, dung giật nhãn cầu theo chiều tự phát, theo chiều ngang, chiều xoay, gợi ý đây là chóng mặt, nguồn gốc trung ương. Chúng ta nhìn thấy đổi pha, khi bệnh nhân đổi hướng nhìn là bệnh nhân đổi luôn pha nhanh pha chậm của dung giật nhãn cầu, kèm theo nếu để ở tư thế tự nhiên thì tự phát thì theo chiều dọc, gợi ý đây khả năng đây là nguồn gốc chóng mặt trung ương. Tiếp theo là trong cái test hin test ở bệnh nhân này thì người ta sẽ cho bệnh nhân làm test lắc đầu. Chúng ta thấy là khi lắc về hai bên, yêu cầu bệnh nhân nhìn cố định, hoàn toàn không có sắc kết, phù hợp với cái phần trên là hoàn toàn bình thường. Nếu mà có bất thường ở đây trong cái test lắc đầu này, mình nghĩ đến nguồn gốc ngoại biên, còn bây giờ mình đang nghi ngờ nguồn gốc trung ương, và khi mình làm test lắc đầu, bệnh nhân cũng không có hiện tượng sắc kết giật mắt, nó cũng rất là phù hợp. Tiếp theo là mình sẽ làm cái test là độ lệch nghiêng. Chúng ta che từng mắt và khi bỏ ra thì nhãn cầu nó lệch theo chiều dọc. Cái này rất là phù hợp với tiền đình này là tiền đình trung ương. Cái test hin test này là để giúp chúng ta sẽ phân biệt tiền đình trung ương ngoại biên. Vậy thì để chuẩn đoán một bệnh nhân chóng mặt cấp, chúng ta đều khai thác tiền sử, bệnh sử, các thuốc bệnh nhân đang sử dụng, khám lâm sàng một cách rất là cẩn thận. Từ đó thì chúng ta sẽ gợi ý khám, chúng ta sẽ có cho ra là một ưu thế, nhiều khả năng là ngoại biên thôi. Thế thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ kèm triệu chứng của tai này. Bệnh nhân sẽ ngoại biên thì nó hay kèm triệu chứng của tai nữa, ù tai, tai trong, ù tai, cơn thì ngắn lặp lại và liên quan đến tay thế, liên quan đến thay đổi tư thế của đầu. Nếu mà chúng ta khám mà chúng ta thấy là gợi ý là nguồn gốc trung ương, khi chúng ta thấy bất kỳ một cái triệu chứng thực thể nào như thiếu hụt vận động, cảm giác thần kinh sọ, hội chứng tiểu não vân vân, thì chúng ta hoặc là có yếu tố nguy cơ bệnh nhân này chóng mặt cấp nhưng xảy ra trên nền là bệnh nhân tuổi cao, rất là nhiều yếu tố nguy cơ của đột quỵ, tăng huyết áp, đái đường, rối loạn mỡ máu, hoặc là bệnh nhân lại đau đầu dữ dội hoặc đau vùng cổ trong bối cảnh vận động mạnh, thì chúng ta sẽ gợi ý trung ương, nghĩ đến nguyên nhân trung ương nhiều hơn. Trong trường hợp mà chúng ta không chắc chắn đây là trung ương hay ngoại biên thì nếu mà bệnh nhân trẻ tuổi không có yếu tố nguy cơ chúng ta có thể theo dõi thêm, nhưng bệnh nhân lớn tuổi nhiều yếu tố nguy cơ thì chúng ta nên cái thăm dò tương tự như cái nhóm nguồn gốc trung ương. Vậy thì nếu mà chúng ta đi theo cái sơ đồ này, chúng ta nghĩ rằng là bệnh nhân này chóng mặt nhiều là nguyên nhân trung ương ngoại biên, chúng ta sẽ xem liệu bệnh nhân này có phải là chóng mặt lành tính tư thế kịch phát không. Mình sẽ có những cái test và những cái đặc điểm riêng, tí nữa phần sau đó sẽ bác sĩ Huyền sẽ trình bày cho chúng ta tiếp. Thứ hai, liệu có phải bệnh Meniere không. Thứ ba, có phải viêm dây thần kinh tiền đình không, và chúng ta sẽ điều trị theo từng cái nhóm nguyên nhân này và theo dõi bệnh nhân. Nếu mà cái chóng mặt chúng ta rất là sợ nguồn gốc chóng mặt trung ương, thì vì nếu mà không nhận ra được và không có những cái xử trí kịp thời có thể gây đến ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải khẳng định là bệnh nhân này có triệu chứng cấp cứu hay không. Nếu mà có thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải chụp phim, và thường là chúng ta chụp phim CT hoặc cộng hưởng từ tùy vào điều kiện khả năng của cái tuyến y tế mà mình làm. Thì mình sẽ quan sát lúc này, chỗ này thì mình sẽ chú ý hơn ở vùng hố sau tiểu não và ở vùng thân não thì xem có những cái bất thường không. Nếu mà giả sử bệnh nhân không có triệu chứng cấp cứu thì các bạn có thể là hẹn một cái chụp cộng từ trong vòng 2-3 ngày, vì cộng từ không phải, kể cả những tuyến trung ương cũng không phải là mình chỉ định là mình chụp được luôn, cũng phải đợi 2-3 ngày thì mình có thể hẹn để chụp cộng từ. Và nếu mà vẫn các bạn chụp CT rồi mà các bạn thấy hoàn toàn bình thường mà bệnh nhân vẫn không giải thích mà vẫn nghi ngờ cái chóng mặt này nguồn gốc trung ương, thì hoàn toàn là mình có thể yêu cầu thêm một phim chụp cộng từ. Vậy thì trong bối cảnh là có triệu chứng cấp cứu, có thế thì nên là cho bệnh nhân chụp một cái phim CT trước, để giả sử mà mình thấy là u não, vùng tiểu não hoặc là nhồi máu tiểu não nó gây giãn toàn bộ não thất ở phía trên, nó gần như là một cái mổ cấp cứu phải dẫn lưu não thất. Còn nếu mà các bạn nghĩ rằng bệnh nhân này không có triệu chứng cấp cứu, mình hoàn toàn có thể hẹn chụp một cộng từ. Còn nếu mà giả sử các bạn làm một cái tuyến mà bệnh nhân đầy đủ hết phương tiện máy móc, bạn hoàn toàn có thể chỉ định chụp cộng từ ngay từ khi bạn nghi ngờ có triệu chứng cấp cứu. Nên là cái sơ đồ này nó sẽ hơi phụ thuộc và tùy vào điều kiện, gọi là điều kiện của mỗi cái cơ sở y tế mà các bạn đang làm. Đúng không? Tới sơ đồ này là sau đấy là điều chỉnh. Đúng không?
đây là cái phần ban đầu, là phần mình đã trình bày xong về phần cái các dạng của chóng mặt này. Thứ hai là cái cách tiếp cận chẩn đoán chóng mặt để giúp chúng ta hướng xem là chóng mặt này nguồn gốc trung ương hay ngoại biên. Tiếp theo là để mà chẩn đoán chóng mặt ngoại biên và thể gì, cơn lành chóng mặt, cơn lành tính tư thế kịch phát, bệnh Meniere hay viêm dây kinh tiền đình hay là viêm mê đạo. Thế thì hoặc là chóng mặt nguồn gốc trung ương, có những cái nguyên nhân nào nguồn gốc trung ương hay gặp trong thể lâm sàng, thì sau đây tiếp theo thì bác sĩ Huyền ở trung tâm thần kinh sẽ trình bày tiếp cho các anh chị. Thì tiếp sau đây, tiếp theo cái phần trình bày của bác sĩ Mỹ, thì em sẽ trình bày về cái phần một số cái nguyên nhân thường gặp của chóng mặt và cách điều trị, nhất là về chóng mặt ngoại biên. Thì chóng mặt ngoại biên thì sẽ một nghe được không ạ? Chóng mặt ngoại biên thì sẽ chia thành là cái cơn chóng mặt là có tính chất tái diễn hay là một cơn đơn độc. Với cơn tái diễn mình hay gặp các nguyên nhân, thứ nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là BPPV, thứ hai là bệnh Meniere, thứ ba là xung đột mạch máu thần kinh. Với cái cơn chóng mặt đơn độc thì mình sẽ gặp các nguyên nhân là viêm thần kinh tiền đình hay là thuốc độc tiền đình. Thì ba trong cái nhóm này thì ba cái nguyên nhân mình hay gặp nhất đấy là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là BPPV, thứ hai là bệnh Meniere và thứ ba là viêm thần kinh tiền đình. Thì phân biệt dựa vào các cái triệu chứng như là sẽ trình bày ở trong cái bảng này, nhất là về chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì cái thời gian của cơn chóng mặt rất là ngắn, cơn chóng mặt kéo dài vài giây và thường là dưới 1 phút, và đặc điểm là cơn có tính chất tái diễn. Thứ hai là về thời gian của cơn chóng mặt trong bệnh Meniere thì cái cơn thời gian kéo dài hơn từ 20 phút tới hàng giờ và bị thành từng đợt tái diễn. Với viêm thần kinh tiền đình thì bệnh nhân bị một cơn mà khởi phát là cấp tính về chóng mặt kèm theo buồn nôn và nôn và có thể kéo dài tới vài ngày. Các cái dấu hiệu lâm sàng để gợi ý về từng nguyên nhân. Thứ nhất là với chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì có yếu tố thúc đẩy, tức là bệnh nhân khi mà di chuyển tư thế của đầu thì sẽ gây nên triệu chứng. Thứ hai là với bệnh Meniere thì không có yếu tố thúc đẩy. Ba là với viêm thần kinh tiền đình thì bệnh nhân có thể có biểu hiện là nhiễm virus trước đó. Về đặc điểm của nitamus hay là rung giật nhãn cầu thì bác sĩ Mỹ đã trình bày rất là kỹ rồi. Thế thì đặc điểm của ba cái nhóm nguyên nhân này đều là thuộc về nguyên nhân gây chóng mặt ngoại biên. Thế thì đặc điểm sẽ là chóng mặt nitamus ngang hoặc là ngang xoay, không bị thay đổi hướng và bị ức chế khi mà nhìn cố định. Thì các cái triệu chứng kèm theo có thể gặp là gì? Thế thì thường là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì ngoài còn chóng mặt ra thì bệnh nhân không có các triệu chứng gì khác. Với bệnh Meniere thì có thể là kèm theo các cái triệu chứng về thính giác. Bệnh nhân nó cảm giác có thể là nặng tai hoặc là đau tai, kèm theo là ù tai chấn trầm trước đấy, trước khi xuất hiện cơn chóng mặt. Và tiến triển nặng dần thì bệnh nhân có thể giảm thính lực một bên. Với viêm thần kinh tiền đình thì bệnh nhân không có triệu chứng thính giác, tuy nhiên là có các triệu chứng có thể thấy được là bệnh nhân đi lại và bị ngã về bên tổn thương, nhưng mà không có khám lâm sàng thì không thấy các triệu chứng về thân não. Khi mà thăm khám lên lâm sàng thì rất là đặc trưng với BPPV là mình là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, thì mình sẽ làm cái nghiệm pháp Dick-Hanpai thì sẽ có đáp ứng rất là đặc trưng, em sẽ trình bày ở phía sau. Thứ hai là bệnh Meniere thì bởi vì bệnh nhân thì có triệu chứng Meniere thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng về tai, về thính lực, nhân giảm thính lực cho nên bắt buộc phải đo thính lực. Và thứ ba là viêm thần kinh tiền đình thì sẽ làm cái test đẩy đầu và sẽ dương tính ở bên tổn thương. Thế thì đi vào từng cái nhóm nguyên nhân một, thứ nhất là với chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là BPPV, thì đây là cái nguyên nhân mà gây chóng mặt thường gặp nhất. Trên 50% trường hợp, các cái trường hợp mà chóng mặt ngoại biên mình sẽ gặp. Tuổi thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là trung bình thì khởi phát thường là 50 tuổi.
và gặp ở giới nữ nhiều hơn là nam. Cơ chế thì là do sự trôi tự do sỏi tai vào trong ống bán khuyên và thường là ống bán khuyên sau. Đặc điểm của cơn chóng mặt thì việc hỏi bệnh rất là quan trọng, nên là mình sẽ hỏi bệnh nhân đặc điểm của cơn chóng mặt và các cái yếu tố mà khởi phát gây nên cơn. Cơn chóng mặt mà biểu hiện của bệnh nhân là cơn kéo dài rất là ngắn, khoảng vài giây dưới 1 phút, và các cái cơn nó lặp lại. Cơn xảy ra khi mà bệnh nhân thay đổi tư thế của đầu, đặc biệt là ví dụ như bệnh nhân mà đang nằm ở trên giường và ngồi dậy, hoặc là bệnh nhân quay đầu sang hai bên, hoặc là trường hợp mà bệnh nhân đang đang ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi và cúi đầu hoặc là ngửa đầu đột ngột, thì xuất hiện những cơn chóng mặt rất là dữ dội và bệnh nhân cảm giác rất là lo sợ về cái cơn chóng mặt đấy. Về cái nghiệm pháp thăm khám ở trên lâm sàng, mình sẽ có cái nghiệm pháp rất là đặc trưng để chẩn đoán cái nguyên nhân này, là nghiệm pháp Đích Hăn-Pai. Thế thì trên cái hình ảnh này có hai cái bước để mình làm. Ở hình A này, nhất là tư thế của bệnh nhân, thì trước khi mà mình làm nghiệm pháp mình phải giải thích cho bệnh nhân hiểu được, tức là mình sẽ làm cái nghiệm pháp này để làm gì, để chẩn đoán được cho bệnh nhân về nguyên nhân và để cho bệnh nhân an tâm về tâm lý với bệnh nhân. Bởi vì sao? Vì mình làm nghiệm pháp Đích Hăn-Pai này, nếu mà nó dương tính thì bệnh nhân sẽ xuất hiện cơn chóng mặt, và có những trường hợp bệnh nhân rất là lo sợ, không dám để cho bác sĩ khám. Thế thì thứ nhất là phải bệnh nhân phải giải thích với bệnh nhân và động viên trấn an họ. Cái tư thế của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ ngồi ở trên bàn khám và mặt hướng về phía trước, hai mắt thì mở, và bác sĩ thì quay đầu bệnh nhân sang bên phải 45 độ, sau đó thì sẽ giữ cái phần đầu của bệnh nhân và chuyển nhanh từ tư thế ngồi ở hình A này sang cái tư thế nằm ở hình B. Thế thì tư thế nằm này sẽ nằm ngửa, đầu sẽ ngửa thấp hơn so với cái mặt bằng bàn khám ý, là khoảng 20 độ, có thể để cái gối ở dưới này. Bệnh nhân giữ nguyên tư thế này trong 30 giây, mình sẽ quan sát. Và sau đó thì mình sẽ cho bệnh nhân trở lại tư thế ngồi thẳng, quan sát tiếp theo đấy trong vòng 30 giây nữa. Nghiệm pháp này sẽ lặp lại liên tục. Mình sẽ lặp lại, đây là mình sẽ cho bệnh nhân quay đầu sang bên phải, và tương tự thì mình sẽ cho bệnh nhân quay đầu sang bên trái và nghiêng nằm xuống và nghiêng đầu sang bên trái. Thì nghiệm pháp sẽ dương tính khi mà có cơn chóng mặt xuất hiện, có thể kèm theo hay không kèm theo dung tật nhãn cầu. Và sau đây em sẽ cho mọi người xem cái video. Đây là tư thế của bệnh nhân khi mà mình làm cái nghiệm pháp Đích Hăn-Pai này. Bệnh nhân sẽ ngồi ở trên bàn khám, hai mắt thì mở, và mình sẽ quay đầu, và người bác sĩ khám thì sẽ quay đầu của bệnh nhân sang phía bên phải, nghiêng sang phải 45 độ, và nó chuyển nhanh từ tư thế nằm sang tư thế ngồi sang tư thế nằm, và lưu ý là đầu sẽ thấp hơn cái mặt phẳng bàn khám khoảng 20 đến 30 độ. Ta sẽ để một cái gối ở dưới cổ như này. Quan sát bệnh tư thế này 30 giây. Thì đây, bệnh nhân này là sẽ xuất hiện chóng mặt xoay, và cái nystagmus xoay là dung giật nhãn cầu xoay, là dung giật nhãn cầu ngang. Một trường hợp là bệnh nhân sẽ có cái dung giật nhãn cầu dọc. Sau đó thì mình cho bệnh nhân ngồi dậy và làm tương tự với bên đối diện, là làm với bên trái, đầu bệnh nhân sẽ nghiêng sang bên trái và tiếp tục quan sát. Người bác sĩ khám thì sẽ đứng ở trên phía đầu của bàn khám. Tiếp tục cho bệnh nhân ngồi dậy và mình sẽ quan sát tiếp trong vòng 30 giây tiếp theo. Thì đây là nghiệm pháp thì dương tính thì có ý nghĩa là dương tính là nguyên nhân cái chóng mặt ngoại biên, chóng mặt của bệnh nhân là do cái có mặt tư thế kịch phát lành tính. Em xem lại một lần nữa về cái cách khám nhé. Bệnh nhân ở tư thế ngồi này, mắt thì mở, và người khám thì sẽ quay đầu bệnh nhân sang bên phải 45 độ. Sau đó thì sẽ chuyển nhanh từ tư thế ngồi sang tư thế nằm, tức là có thể người khám sẽ đứng ở trên phía đầu này. Đầu của bệnh nhân sẽ thấp hơn cái mặt phẳng bàn khám khoảng 20 đến 30 độ. Test dương tính khi bệnh nhân xuất hiện cơn chóng mặt, có thể kèm theo hay không kèm theo nystagmus. Trường hợp này bệnh nhân test dương tính là bệnh nhân sẽ có cái chóng mặt là cái nystagmus ngang này, và một số trường hợp có thể gặp nystagmus dọc. Nếu mà có nghiệm pháp này dương tính, có nghĩa là bệnh nhân này là nguyên nhân là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính BBBB.
Thế thì điều trị như nào? Nhất là sẽ làm cái nghiệm pháp Epley, tức là gọi là nghiệm pháp tái định vị sỏi tai. Tỷ lệ thành công sẽ 70% trong lần đầu tiên và gần như 100% khi mà mình lặp lại cái nghiệm pháp này. Nên tránh dùng các cái thuốc ức chế tiền đình bởi vì chúng cản trở cái sự bù trừ của trung ương và có thể làm tăng nguy cơ ngã của bệnh nhân. Một số thuốc hỗ trợ tiền đình ví dụ như beta-histin thì có thể có hiệu quả. Và quan trọng nhất là mình phải hướng dẫn bệnh nhân tránh các cái tư thế của đầu, ví dụ tùy từng bệnh nhân, có những trường hợp bệnh nhân thì đang ở tư thế nằm chuyển sang tư thế ngồi, hoặc là đang ở tư thế ngồi mà chuyển sang tư thế đứng, hoặc bệnh nhân cúi đầu ngửa đầu hay là xoay đầu đột ngột thì bệnh nhân xuất hiện cơn chóng mặt. Thế thì mỗi bệnh nhân có một cái trigger riêng khác nhau, thì mình sẽ hỏi kỹ bệnh nhân và sẽ tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân tránh các cái tư thế đấy của đầu để có thể là tránh các cái xảy ra cái cơn chóng mặt này. Như là một số cái bài tập để tái định vị tư thế thì sẽ nói ở phần sau tiếp ạ. Như vậy thì với cái nguyên nhân này chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì chủ yếu là làm bằng nghiệm pháp Epley thì bệnh nhân sẽ gần như là hồi phục hoàn toàn, và các cái thuốc chỉ là hỗ trợ thêm mà không có các tác dụng nhiều. Thì nghiệm pháp Epley là làm như nào thì em sẽ cho mọi người xem cái ảnh này, gồm có 5 bước. Nghiệm pháp Epley là tái định vị sỏi tai gồm 5 bước, các hình A, B, C, D và E. Hình thứ A này là cái tư thế của bệnh nhân cũng là ngồi trên bàn khám, hai mắt thì mở và đầu thì quay sang bên phải 45 độ. Bác sĩ sẽ giữ cái phần đầu của bệnh nhân và sau đó thì chuyển nhanh từ tư thế ngồi sang tư thế nằm ngửa với đầu ngửa thấp hơn mặt bằng phẳng của bàn khám khoảng 20-30 độ. Quan sát bệnh nhân thì sau đó thì bác sĩ sẽ quay đầu bệnh nhân sang bên trái 90 độ ở hình C này, quay đầu bệnh nhân sang bên trái 90 độ. Bệnh nhân giữ nguyên tư thế này trong khoảng 30-60 giây. Ở hình D này là bước thứ tư thì bác sĩ quay đầu bệnh nhân thêm 90 độ nữa sang bên trái. Và ở cái bước này thì bệnh nhân sẽ nghiêng cả người sang bên trái nữa, tức là cả người cũng quay nghiêng cùng với cả đầu. Bệnh nhân sẽ giữ tư thế này trong khoảng 30-60 giây. Và bước thứ năm là hình E này, bệnh nhân sẽ ngồi lên phía bên trái của bàn khám. Thì thao tác này sẽ được lặp lại ở cả hai bên. Đây là mình quay đầu bệnh nhân sang phải, sau đấy mình sẽ lặp lại cái tư thế này. Khi mà bệnh nhân quay đầu sang bên trái và làm tương tự với 5 bước này, lặp lại nhiều lần và cho đến khi bệnh nhân thấy cải thiện triệu chứng. Thế thì trong cái hình này mình thấy cái hình A với B rất là quen này, ở ngay phía trên này mình vừa mới khám cái nghiệm pháp Dicampi. Thế thì nếu mà dương tính là trong chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì mình sẽ làm tiếp ngay cái nghiệm pháp Epley này, không để bệnh nhân ngồi dậy nữa. Thế bệnh nhân này khi mà mình làm đến bước B này, nếu mà dương tính là bệnh nhân xuất hiện cơn chóng mặt là VPPP là nguyên nhân rồi. Thế thì mình sẽ cho bệnh nhân nghiêng luôn đầu sang bên trái ở cái bước C này, nghiêng sang trái 90 độ, tiếp tục ở bước B này nghiêng đầu sang trái 90 độ và cùng với cả người cùng với nghiêng quay nghiêng sang bên trái, sau đó cho bệnh nhân ngồi dậy. Chứ không thể nào mà khám xong nghiệm pháp Dicampi và thấy bệnh nhân test dương tính rồi mà cho bệnh nhân ngồi dậy làm lại từ đầu, bệnh nhân sẽ rất là sợ không cho bác sĩ làm tiếp đâu. Và thứ hai là cái nghiệm pháp này nếu mà thành công thì bệnh nhân sẽ thường là 70% thành công cho lần đầu tiên, bệnh nhân sẽ hết triệu chứng. Để xem cái video khám. Đây là ở tư thế đầu là bình thường này. Bình thường khi mà mình nghiêng đầu thì nội dịch ở trong tai nó sẽ di chuyển này, nó sẽ báo cái tín hiệu về cho não bộ để biết là cái đầu của chúng ta đang di chuyển. Đây là trường hợp bất thường là khi bệnh nhân có cái sỏi tai nó di chuyển từ ống bán khuyên vào trong này. Nó di chuyển thế này thì cái nội dịch này cũng di chuyển theo. Thì khi mà di chuyển như thế thì nó sẽ báo cái tín hiệu nhầm về và nó tưởng như là đầu của mình đang di chuyển, thực tế là gì? Đầu của mình không có cử động gì cả. Thì đấy là nguyên nhân gây ra bệnh nhân có kiểu hiện cơn chóng mặt, tức là ảo giác xoay tròn đấy. Đây là cái nghiệm pháp Epley, là cái video cái nghiệm pháp Epley để mình điều trị cái chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Tư thế bệnh nhân, tư thế ngồi ở trên bàn khám. Bác sĩ sẽ quay đầu của bệnh nhân nghiêng sang phải 45 độ. À, nhanh chóng thì chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm với đầu thấp hơn khoảng 20-30 độ. Đến bước thứ ba này, thì bệnh nhân về test này dương tính, bệnh nhân này có xuất hiện nystagmus ngang xoay. Tôi nghĩ tới nguyên nhân là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính VPPP. Bước thứ ba này mình sẽ nghiêng quay đầu của bệnh nhân sang bên trái 90 độ và giữ ở tư thế này 30-60 giây.
Bước thứ tư này, nghiêng đầu, quay đầu bệnh nhân sang bên trái, tiếp tục 90 độ nữa. Và cả người cũng nghiêng sang bên trái. Người bác sĩ khám thì sẽ đứng ở phía trên đầu với bàn khám ấy. Bước thứ năm này, cho bệnh nhân ngồi dậy. Và đây là cái hình khi mà mình di chuyển đầu này thì có tác dụng như nào thì mình sẽ nhìn lại cái hình này, cái video này. Đây là sỏi tai nó di chuyển. Cùng với cái nội dịch này cũng di chuyển cùng. Thế thì bệnh nhân sẽ xuất hiện cái cơn chóng mặt này. Chóng mặt quay, chóng mặt xoay tròn này. Đây đến vị trí này này. Sỏi tai nó dừng lại thì mình quay đầu của bệnh nhân sang bên trái 90 độ. Và phải giữ nguyên cái tư thế này 30 đến 60 giây. Dừng lại và tiếp theo là mình sẽ quay đầu nhân sang bên trái tiếp tục 90 độ và cả người quay sang trái. Cái sỏi tai tiếp tục di chuyển và nó vào trong xoang nam cầu nang, sau đó thì nó sẽ vào trôi vào ống mắt bên sau khi mà bệnh nhân ngồi dậy như này. Khi mà sỏi tai nó vào ống mắt bên sau thì bệnh nhân sẽ hết cái cơn chóng mặt. Thì ngoài cái nghiệm pháp FLA này thì với bệnh nhân đến khám mà có cái chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là BPPP. Trường hợp bệnh nhân chóng mặt dữ dội kèm đau nôn nhiều mình không thể làm được nghiệm pháp này. Thế mình sẽ phải có cái phương pháp là mình sẽ cho bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân mà nôn nhiều ấy, thì cho bệnh nhân cái dùng cái thuốc chống nôn trước khoảng 30 phút trước khi làm nghiệm pháp. Còn trường hợp mà bệnh nhân nặng mà không thể làm được là bệnh nhân triệu chứng rất dữ dội, không người ta không đồng ý hợp tác để cho mình làm. Thế thì mình sẽ phải có thêm một số cái cây thuốc khác để hỗ trợ theo như bệnh nhân, thuốc chỉ là hỗ trợ thôi. Nhất là thuốc điều trị về triệu chứng chóng mặt của bệnh nhân ý, thì một số cái nhóm thuốc về thuốc ức chế tiền đình, một nhóm thuốc kháng histamine thường là kháng histamine H1, thứ hai là kháng cholinergic, thứ ba là kháng dopaminergic, thứ tư là thuốc tác động trên GABA và thứ năm là thuốc chẽn kênh canxi, và một số các cái thuốc hỗ trợ như là thuốc tuần hoàn não hay là dẫn chất acetamine, acetinoxin thường là tăng anin. Thì cái thuốc ức chế tiền đình này vai trò như nào? Đấy là khi đây cái hình ở phía trên này, bệnh nhân bị tổn thương ấy, một bên này ở bên tay 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 trái này là bệnh nhân tổn thương hệ tiền đình bên tay trái này, bên phải này bình thường, nên nó mất cân bằng giữa hệ thống tiền đình giữa hai bên, nó gây ra triệu chứng của bệnh nhân. Thế thì thuốc ức chế tiền đình này nó sẽ có vai trò nó ức chế cái tiền đình ở bên lành, ức chế tiền đình bên lành, nên hai bên này về hệ thống tiền đình sẽ cân bằng nhau thì bệnh nhân sẽ cải thiện được triệu chứng. Thì các cái nhóm thuốc em vừa trình bày ở phía trên cùng với nhóm thuốc cholinergic, nhóm kháng histamine tác động trên GABA hay là nhóm thuốc ức chế chẽn kênh canxi kháng dopaminergic, các thuốc này một số thuốc mình hay gặp này, một số thuốc mình hay sử dụng. Thứ nhất là cái thuốc này là thuốc chống nôn, thứ hai là ví dụ là metoclopramide, thứ hai là prochlorperazine, thứ hai là kháng histamine. Kháng histamine này có dimenhydrinat, tức là cái này là kháng histamine H1, promethazine với cái thuốc nhóm thứ ba, thuốc nhóm bình thần có benzodiazepine cùng có diazepam. Thì các cái thuốc này là thuốc chế tiền đình, tức là nó ức chế ở cái bên tiền đình lành, bên bình thường của bệnh nhân ấy, để cho hai bên nó cân bằng với nhau. Thì thời gian mà mình dùng thuốc ấy, mà càng dài thì nó càng làm ảnh hưởng, tức là nó cái cơ chế bù trừ tiền đình của cơ thể nó sẽ không có, nên là mình sẽ chỉ được dùng trong thời gian ngắn ngày khoảng 3-5 ngày thôi. Mình nếu mà ức chế tiền đình lâu thì cơ thể mình không có cơ chế bù trừ tiền đình thì sẽ khó mà hồi phục được. Thứ hai là gì, cái thuốc này có tác dụng phụ gây buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, nhất là với những bệnh nhân mà còn phải làm việc hay phải lái xe này. Thứ hai là có thể là gây các cái triệu chứng về ngoại tháp, nhiều tác dụng phụ, cho nên mình cũng chỉ dùng trong thời gian ngắn, thường là khoảng 3-5 ngày khi mà bệnh nhân có triệu chứng của đợt cấp tính. Thì ngoài cái nhóm thuốc ức chế tiền đình này thì sẽ có một cái nhóm thuốc khác nữa để hỗ trợ phục hồi cái chức năng tiền đình mà đã được nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Đó là nhóm cơ chế, nó là có thuốc beta histin, trên mình hay dùng cái thuốc là beta sẹc. Cái cơ chế của beta histin thì nó có tác dụng dường như là nó giống như histamin, nên nó tác động lên cả cái cụ thể histamin H1 và H3. Thì thường gần đây thì người ta mới nghiên cứu nhiều, nhưng trước đây từ rất là lâu rồi, người ta đầu tiên người ta nghiên cứu cái beta histin là ở trên cái bệnh Meniere, vai trò của beta histin trong cái điều trị cái bệnh Meniere. Thì sau này thì người ta thấy nó có tác dụng trên cả những cái nguyên nhân chóng mặt khác. Và ngày hôm nay thì càng ngày càng được chứng minh là nó có tác dụng ở trên hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt là các cái tế bào thần kinh tiền đình.
và nó có vai trò trong phục hồi cái chức năng tiền đình sau khi mà có cái sự mất cân bằng. Cái thuốc này nó có làm cho các bệnh nhân cải thiện triệu chứng rất là nhanh, và nó không có cái cơ chế giống như ở trên, nó không có chức năng, không có ức chế tiền đình, mà nó lại có hỗ trợ phục hồi chức năng tiền đình, cho nên là có thể dùng kéo dài được. Đây cái hình này mình mô tả minh họa này, của cái bên lành đây, và nó sẽ cái beta histidine nó sẽ tác động vào cái bên bị tổn thương, và nó sẽ tạo điều kiện để cho cái cơ chế bù trừ bên này lên để hai bên nó cân bằng nhau. Nó khác hoàn toàn với cái cơ chế ức chế tiền đình ở phía, cái thuốc ức chế tiền đình ở phía trên này. Thuốc ức chế tiền đình nó tác động vào cái bên lành, ức chế ở cái bên lành này để cho hai bên nó cân bằng nhau và bệnh nhân sẽ cải thiện triệu chứng. Hết cái nguyên nhân đầu tiên mình gặp là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Cái nguyên nhân thứ hai mà mình gặp ở trên lâm sàng có thể gặp là viêm thần kinh tiền đình. Đây là một bệnh lý lành tính và đa số là có thể tự hồi phục. Nguyên nhân thường là do virus. Với các đặc điểm của cơn chóng mặt là cơn khởi phát cấp tính, mức độ nặng có thể kéo dài tới vài phút, thậm chí là trường hợp nặng thì kéo dài 1-2 ngày. Bệnh nhân sẽ kèm theo các triệu chứng nôn nhiều và mất thăng bằng, và đi bệnh nhân sẽ bị ngã người về bên tổn thương và không có vấn đề về thính lực. Khám lâm sàng thì có dung nhật nhãn cầu ngoại biên tự phát và hướng về bên lành, chiều ngang hoặc ngang xoay, đó là cái đặc điểm của dung nhật nhãn cầu của ngoại biên. Thứ hai là test đẩy đầu sẽ dương tính bên tổn thương, và diễn biến bệnh nhân triệu chứng rất là nặng trong vòng 1-2 ngày và thuyên giảm trong vòng vài tuần đến 1 tháng. Thế khi bệnh nhân mà lần đầu tiên xuất hiện cái cơn chóng mặt như này, đến khám bệnh nhân có cơn chóng mặt khởi phát rất cấp tính đột ngột, mức độ rất là nặng và kéo dài thậm chí đến vài ngày, nôn nhiều và đi lại loạng choạng, mất thăng bằng, ngã về một bên, không có vấn đề về thính lực, thế thì triệu chứng nó giống như là đột quỵ, là rất là dễ nhầm với cả bệnh nhân mà có triệu chứng như này, rất là dễ nhầm với đột quỵ não. Khi mà mình thăm khám trên lâm sàng mà thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào nghi ngờ về cái triệu chứng của thân não thì mình sẽ phải ngay lập tức là nghĩ tới nguyên nhân, cái này là nguyên nhân là trung ương, chóng mặt trung ương. Còn với viêm thần kinh tiền đình thì mặc dù là bệnh nhân có các cái triệu chứng rất nhiều như này, chóng mặt, nôn, mất thăng bằng, tuy nhiên là khi mà mình khám thì mình không thấy các cái dấu hiệu gì của thân não, không thấy dấu hiệu gì của đột quỵ não. Cộng thêm là mình sẽ hỏi thêm về các cái yếu tố nguy cơ và cách khởi phát cái cơn chóng mặt của bệnh nhân. Về điều trị cái viêm thần kinh tiền đình, nhất là về corticoid thì hiệu quả đến nay thì còn gây tranh cãi, và nếu có chỉ định dùng corticoid thì người ta sẽ dùng prednisolone với liều là 50 mg trên ngày trong vòng 5 ngày, sau đó giảm liều dần trong vòng 5 ngày và dừng lại. Thì điều trị triệu chứng kèm theo thì gồm có các thuốc ức chế tiền đình, tuy nhiên cũng chỉ dùng trong thời gian ngắn. Thứ hai là sẽ hướng dẫn bệnh nhân các cái bài tập tiền đình, gần như là bệnh nhân sẽ cái bù trừ tiền đình sẽ xảy ra rất là nhanh chóng và sẽ gần như là toàn bộ nếu như mà bệnh nhân sẽ được tập luyện sớm. Đầu tiên là mình các cái triệu chứng ban đầu của bệnh nhân rất dữ dội, chóng mặt, cái ban nôn, mình đã dùng các thuốc để kiểm soát triệu chứng, thuốc ức chế tiền đình, các thuốc chống nôn. Khi bệnh nhân cải thiện triệu chứng, bệnh nhân sẽ tập phục hồi các cái bài tập tiền đình và cái bù trừ tiền đình cũng sẽ trong cơ thể sẽ xảy ra, và cái hồi phục của bệnh nhân sẽ gần như là hoàn toàn. Cái nguyên nhân thứ ba có thể gây chóng mặt ngoại biên là bệnh Meniere. Đây là tình trạng ứ nước nội dịch trong các ống bán khuyên và có nhiều cái giả thiết bệnh sinh, và tuổi trung bình hay gặp là từ 20 đến 60. Với các triệu chứng lâm sàng khởi phát trước, với các triệu chứng về tai, là về tai mũi họng trước, bệnh nhân có triệu chứng về tai, bệnh nhân nặng tai, cảm giác ù tai và giảm thính lực một bên. Cơn chóng mặt thì xuất hiện sau khi bệnh nhân có triệu chứng về tai. Chóng mặt kèm theo buồn nôn và nôn, cơn kéo dài có thể kéo dài từ 20 phút đến vài giờ. Khi mà đỡ chóng mặt thì thính lực sẽ trở về bình thường. Còn nếu mà bệnh nhân bị nhiều cơn lặp lại liên tiếp thì cái thính lực bên tổn thương ngày càng giảm dần không hồi phục và thậm chí có thể mất thính lực. Thường là các triệu chứng này sẽ tái phát và 1/3 trường hợp bệnh nhân sẽ bị ở cả hai bên, là mất thính lực ở cả hai bên. Về tiêu chuẩn chẩn đoán theo hiệp hội tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ của Hoa Kỳ thì bệnh nhân có đủ cả ba cái tiêu chuẩn. Sau đây thì sẽ đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán cái bệnh Meniere. Thứ nhất là hai đợt chóng mặt tự phát với ảo giác quay, là chóng mặt quay tròn chóng mặt thật sự ấy, kéo dài ít nhất 20 phút. Thứ hai là khi cái thính lực đồ thì có cái bằng chứng của điếc tiếp nhận. Ba là lâm sàng thì bệnh nhân có biểu hiện của ù tai tiếng trầm. Về điều trị của cái bệnh Meniere thì thứ nhất là về chế độ ăn giảm muối, là dưới 2 gram trên ngày, giảm caffeine và hạn chế uống rượu. Để phục hồi chức năng tiền đình thì với tất cả các cái bệnh nhân mà có cái biểu hiện về tiền đình thì mình sẽ cho bệnh nhân tập các cái bài tập phục hồi chức năng tiền đình. Thứ ba là về điều trị dự phòng với beta histidine liều cao kéo dài, đã có rất là nhiều nghiên cứu.
Có thể là dùng thuốc lợi tiểu, tuy nhiên thì beta-histin thì dùng nạp thuốc tốt hơn và ít tác dụng phụ hơn là các thuốc lợi tiểu. Những cái thuốc này sẽ được dùng khi mà bệnh nhân, mặc dù là mình đã điều chỉnh chế độ ăn như trên này, chế độ ăn giảm muối này, giảm cà phê, hạn chế uống rượu mỗi ngày, cộng thêm là bệnh nhân thay đổi lối sống và phục hồi chức năng tiền đình, nếu mà không cải thiện các cái triệu chứng nó vẫn còn chóng mặt, nó tái phát, thì khi đấy thì mình mới xem xét dùng thuốc. Vì beta-histin cũng có bằng chứng là cải thiện các cái triệu chứng chóng mặt, thứ hai đó là cải thiện các cái triệu chứng về về tai của bệnh nhân, những bệnh nhân triệu chứng về thính lực, hạn chế dẫn đến cái chuyện là mất thính lực của bệnh nhân. Các cái thuốc khác có thể sử dụng như thuốc ức chế tiền đình, chỉ sử dụng cho các đợt cấp tính và thường là từ 3 đến 5 ngày, không dùng kéo dài. Hủy tiền đình khi bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng, có thể là hủy tiền đình bằng phẫu thuật hay là bằng thuốc, sẽ tiêm gentamicin, tuy nhiên là cân nhắc lợi ích và nguy cơ, giải thích kỹ cho bệnh nhân. Đây là đến phần là bài tập phục hồi chức năng tiền đình có thể áp dụng được cho tất cả các bệnh nhân mà chóng mặt, đặc biệt là chóng mặt cánh quạ biên, ba cái nguyên nhân thường gặp ở trên, và bài tập của Randerup thường dùng khi vào biện pháp Airplay thất bại, khi mà mình điều trị cái BBBB ở phòng khám ấy, thực hiện biện pháp Airplay cho bệnh nhân, tỷ lệ thành công là 95% mà đòi hỏi sự cố gắng và thời gian kéo dài hơn so với các phương pháp khác. Thời gian là 3 lần một ngày trong vòng 2 tuần, sáng, buổi trưa và buổi chiều, mỗi lần lặp lại 5 lần, mỗi lần 10 phút và mỗi bên này làm 2 phút. Cùng có 4 bước này. Đầu tiên là sẽ khởi đầu là sẽ ngồi thẳng. Thứ hai là sẽ nằm nghiêng sang một bên với tư thế đầu hướng lên trên nửa chừng trong vòng 30 giây hay là dài hơn cho đến khi chóng mặt kết thúc. Thứ ba là ngồi dậy trong vòng 30 giây và sau đó tiếp tục nằm sang bên đối diện, tương tự như thế, cũng nằm nghiêng và lưu ý là nằm nghiêng một bên với tư thế là đầu hướng lên trên nửa chừng. Cái hình ảnh của thế. Hình ảnh số 1 đây là bước đầu tiên này, là bệnh nhân sẽ khởi đầu là ngồi thẳng trước, sau đó thì sẽ nằm nghiêng một bên. Bước thứ hai nằm nghiêng một bên và đầu là hướng lên trên. Rồi, sau đó thì sẽ ngồi dậy ở bước thứ ba. Và bước thứ tư là mình sẽ nằm tương tự như thế với bên đối diện. Bệnh nhân sẽ lặp lặp lại cái nhiều lần và mỗi ngày để làm 3 lần trong vòng 2 tuần. Xem cái video. Đầu này, lưu ý cái tư thế đầu của bệnh nhân sẽ phải hướng lên trên, nằm nghiêng nhưng mà đầu nó sẽ hướng lên trên nhé. Bước thứ ba là bệnh nhân sẽ ngồi dậy khoảng 30 giây, sau đó thì quay đầu sang bên phải 45 độ và nằm sang bên đối diện, cũng tương tự là đầu sẽ phải hướng lên trên. Có thể nằm ít nhất là 30 giây hoặc cho đến khi các triệu chứng chóng mặt kết thúc. Nhớ xem lại cái video này một lần nữa. Chị xem kỹ cái tư thế nằm ở đầu của bệnh nhân. Đầu của bệnh nhân này sẽ phải hướng lên trên này. Ít nhất là 30 giây. Sau đó ngồi dậy và nằm sang bên đối diện, trông rất là đơn giản và ai cũng có thể tập được luôn. Lặp lại rất nhiều lần ở trong ngày, 3 lần một ngày, sáng, trưa, chiều, lặp lại nhiều lần. Các cái nguyên nhân về chóng mặt ngoại biên gồm 3 nguyên nhân, em đã trình bày xong này. Đến cái nguyên nhân thứ hai, các cái nguyên nhân mà gây cái nhóm thứ hai là chóng mặt trung ương, thì gồm các cái nguyên nhân thường gặp, thứ nhất là migraine tiền đình, thứ hai là đột quỵ não hệ sống nền, thứ ba là dị dạng Chiari, thứ tư là xơ cứng giải giác hay là các cái u não ở vùng hố sau. Tôi sẽ đi vào hai cái nhóm nguyên nhân thường gặp hơn, đấy là migraine tiền đình và đột quỵ não hệ sống nền. Thứ nhất là với migraine tiền đình thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện chóng mặt, trước đó thì có tiền sử đã được chẩn đoán migraine thì sẽ gợi ý là có migraine tiền đình. Tuổi hay gặp cũng giống như là với bệnh nhân đau đầu migraine thì tuổi sẽ từ 20 đến 50 và thường là nữ nhiều hơn nam, với tỷ lệ là nữ gấp 3 lần nam giới. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì bệnh nhân sẽ có ít nhất là 5 đợt bệnh có triệu chứng tiền đình với mức độ trung bình hoặc nặng, kéo dài từ 5 phút đến 72 giờ. Tiền sử có đau đầu migraine có thể là trong tiền sử hoặc là hiện tại được chẩn đoán là đau đầu migraine. Không có nguyên nhân nào khác của triệu chứng tiền đình. Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán migraine tiền đình theo Hiệp hội Đau đầu Quốc tế.
Uống các tiêu chuẩn này, thứ nhất là tiêu chuẩn A là bệnh nhân sẽ có ít nhất là 5 đợt đáp ứng các cái tiêu chuẩn C và D. Thứ hai là ở trong tiền sử hoặc là hiện tại bệnh nhân đã được chẩn đoán là migraine, có thể là migraine có aura hay không có aura. Ba là các cái triệu chứng tiền đình xuất hiện với mức độ nặng hoặc là trung bình, thời gian kéo dài có thể từ 5 phút đến 72 giờ là tiêu chuẩn C. Tiêu chuẩn D là ít nhất là nửa cái số đợt chóng mặt của bệnh nhân, nửa cái số đợt của bệnh nhân ý, là sẽ có liên quan ít nhất một trong số 3 cái triệu chứng đó. Một là đau đầu với ít nhất là 2 trong số 4 đặc điểm: đau ở một bên, đau có tính chất mạch đập, là đau đầu mức độ trung bình hoặc là nặng và tăng lên khi mà bệnh nhân có hoạt động thể chất sinh hoạt hàng ngày, tưởng ví dụ bệnh nhân đi bộ hay leo cầu thang ấy, các triệu chứng đau đầu sẽ tăng lên. Thứ hai là bệnh nhân sẽ sợ ánh sáng hay sợ tiếng động, và thứ ba là có aura và thị giác. Và cái tiêu chuẩn E này là sẽ chẩn đoán khi mà mình tức là chẩn đoán cái migraine tiền đình khi mà bệnh nhân đủ các cái tiêu chuẩn phía trên nhưng mà không có đáp ứng được các cái tiêu chuẩn chẩn đoán cái nguyên nhân đau đầu khác theo cái ICSD-3 là của Hiệp hội Đau đầu Quốc tế, là đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán về nguyên nhân đau đầu. Tiêu chuẩn A này gồm 5 đợt và phải đáp ứng cái 5 đợt đấy là phải đáp ứng các đủ các tiêu chuẩn C và D. Tiêu chuẩn thứ B về thời gian là về cái tiền sử của bệnh nhân, có thể là trong trước đây hoặc là hiện tại được chẩn đoán migraine hơn, kéo dài từ 5 phút đến 72 giờ với các triệu chứng nặng và hoặc là trung bình. Ít nhất là các cái nửa cái số đợt đấy là bệnh nhân sẽ có triệu chứng, các triệu chứng ở dưới này là triệu chứng của migraine: đau một bên này, có tính chất mạch đập này, mức độ nặng hoặc là trung bình, và không ở vào nặng lên khi mà bệnh nhân hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đeo đi bộ, leo cầu thang, sợ ánh sáng, sợ tiếng động và có các cái aura về thị giác. Để điều trị migraine tiền đình thì cũng giống như là điều trị migraine nói chung. Để điều trị dự phòng có thể dùng các thuốc là thuốc kháng động kinh, thuốc chẹn beta giao cảm, thuốc chẹn lên canxi, thuốc chống trầm cảm ba vòng để điều trị các cơn và các thuốc ức chế tiền đình trong giai cấp. Để nguyên nhân thứ hai có thể gặp về nguyên nhân gây chóng mặt của trung ương, đấy là chóng mặt như một triệu chứng của đột quỵ não. Thế thì khi mà bệnh nghi ngờ thì mình sẽ phải hỏi kỹ về tiền sử của bệnh nhân, các cái yếu tố nguy cơ của đột quỵ, tăng huyết áp này, tiểu đường hay là các cái bệnh lý tim mạch. Triệu chứng của bệnh nhân là triệu chứng chóng mặt này lần đầu tiên hay là bị nhiều lần tái diễn rồi, và cái lần này có khác gì so với những lần trước hay không nếu bệnh nhân đã bị nhiều đợt. Thứ ba là hoàn cảnh của bệnh nhân xuất hiện cái cơn chóng mặt lần này, tức là yếu tố khởi phát cái cơn chóng mặt. Năm là các cái triệu chứng của về ốc tai kèm theo, ví dụ như là bệnh nhân có ù tai hay không, có nặng hay có cảm giác áp lực ở trong tai hay không, các cái triệu chứng khác hay nhìn đôi hay tê mặt, nói khó, nuốt khó, đau đầu hay là đau vùng cổ. Khi mà mình đã khám hỏi bệnh mà mình có giống cái cộng cái bài khám lâm sàng có nghi ngờ thì cần phải khám kỹ. Về mắt thì có độ rộng của khe mi về đồng tử hai bên này, ngay là phải lắng nghe giọng nói và khám về cái dung tật nhãn cầu để phân biệt xem là chóng mặt trung ương hay là ngoại biên, thực hiện test Hinz. Dáng đi, nếu như bệnh nhân có thể đi lại được và động viên và giúp đỡ bệnh nhân đi lại để quan sát cái dáng đi. Nghiệm pháp và làm nghiệm pháp ngón tay trỏ mỏ mũi, trỏ mũi để khám thị trường hay là các cái dấu hiệu về Babanski. Về chỉ định chụp cộng hưởng từ với bệnh nhân khi nào, thứ nhất là bệnh nhân khi mình khám thì bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt kèm theo bất kỳ một cái triệu chứng bất thường nào khác, hay thứ hai là khi mình làm cái test thì bất thường, thứ ba là bệnh nhân có biểu hiện chóng mặt nhưng mà không thể giải thích được bằng các cái bệnh lý lành tính mình hay gặp, thứ tư là lần đầu tiên xuất hiện chóng mặt ở một bệnh nhân đặc biệt là tuổi cao và có nhiều yếu tố nguy cơ, chóng mặt mà không rõ rệt liên quan đến thay đổi tư thế của đầu, là không có yếu tố khởi, không có yếu tố khởi phát, không có tính chất thích nghi, chóng mặt không toàn bộ và không hài hòa. Nguyên nhân hay gặp của chóng mặt trung ương là do nhồi máu não, thì biểu hiện rất là giống với viêm thần kinh tiền đình. Bệnh nhân chóng mặt dữ dội kèm theo là có thể là đi lại mất thăng bằng, không thể ngồi thẳng hoặc đi nếu như không có sự trợ giúp. Có các cái dấu hiệu khiếm khuyết thần kinh khu trú kèm theo. Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu ở vùng chẩm mới xuất hiện, hoặc là bệnh nhân đau cổ gáy, cái nguyên nhân chóng mặt do nguyên nhân đột quỵ nhồi máu não do bóc tách động mạch đốt sống, nhưng lại đau ở vùng cổ gáy. Thế thì phần trình bày của em thì đến đây là hết các cái nguyên nhân thường gặp nhất trên lâm sàng về chóng mặt ngoại biên và chóng mặt trung ương. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị.